mời hai bà cháu ngồi ạ. Hai bà cháu muốn ăn món gì ạ? Cô ơi, cô cho tôi 2 tô phở tá nhé. À, dạ vâng ạ, hai bà cháu đợi con một chút nhé. Quên không dặn cô, tôi già rồi, răng lợi nó kém nên là không nhai nổi thịt đâu. Bao nhiêu thịt cô cho sang hết bát của cháu tôi nhé. À, dạ vâng ạ, vậy bác đợi cháu một chút ạ. Cảm ơn cô. Con đừng nhìn thấy con. Sao lâu thế hả bà? Sắp xong rồi. Kìa, cô mang vào rồi kia kìa. Dạ đây, phở của hai bà cháu đây. Ăn đi nhớ. Hết đâu rồi? Con ăn hết rồi, giờ con phải ăn thêm phở vào cho đỡ đói chứ. Mà lấy thịt của bác bà cho con đi. Bà bảo cô đưa hết thịt của bà sang tô cho con rồi. Bây giờ con phải ăn thêm phở vào, chứ ăn nhiều thịt tôi dư chất đấy con. Thôi bà im đi. Bà có tin tôi về tôi mách mẹ không? Thôi thôi, con ngoan ngoan ngoan. Để bà gọi cho con bát khác nhé. Cô ơi, cô làm thêm cho cháu tôi bát khác nhá. Vâng ạ. Cho nhiều thịt vào cho cháu tôi nhá, hết bao nhiêu tiền tôi khắc trả. Vâng. Đợi chút con nhá. Bà đi ra chỗ khác đi. Lâu quá. Cô ơi, nhanh lên nào. Đây. Ôi, nhiều thịt quá này. Con ăn, con ăn. Đây, đũa con đây, đũa con đây. Sao làm hành thế này? Thôi, để bà vớt hành ra cho cháu. Bà ăn đi, bà ăn đi. Kìa. Dừng lại ngay. Cháu không được cư xử với bà như vậy. Nếu không là con không để yên cho cháu đâu. Cô là ai? Tránh ra. Tôi xin cô đấy, cháu nó còn nhỏ, nó chưa hiểu chuyện lắm. Đây, tôi đền tiền cho cô. Cầm tiền mà câm mồm đi. Này, cháu đừng có hỗn. Cháu còn nhỏ tuổi, cháu đừng có nghĩ là dùng tiền có thể mua được mọi thứ. Mẹ tôi làm giám đốc ấy, cô có tin tôi gọi mẹ tôi đến phá nát cái quán hay không? Kìa, tôi xin lỗi cô, cháu nó còn nhỏ, nó chưa hiểu chuyện lắm. Cô cầm giúp tiền cho tôi. Cháu không phải là muốn đòi tiền, cháu chỉ muốn nói cho cô bé hiểu thôi. Cô bé còn đang rất nhỏ tuổi và không được phép cư xử với người lớn hỗn láo như vậy. Ai cần cô xíu vào, lo việc của mình đi. Kìa, không được hỗn. Tôi xin lỗi cô nhá, cô cầm tiền giúp tôi cái. Cái bông. Cha. Anh về nước khi nào vậy? Anh vừa về, để anh giúp cho. Thôi, anh cứ ra kia ngồi nghỉ đi, em làm một chút là xong ấy mà. Thằng này, hay là em bỏ cái nghề đấy đi, em vất vả quá. Dù sao em cũng là vợ anh cơ mà, anh có thiếu gì tiền đâu. Anh không hiểu rồi, quán phở này là gia truyền của gia đình em. Đến khi mà bố ốm thì bố đã truyền lại nghề cho em. Em không muốn đến đời của em thì lại thất lạc. Mà em ở nhà chơi không cũng chán, em cũng muốn là mình có thể tự chủ về cuộc sống. Anh hiểu rồi, anh xin lỗi. Anh sẽ luôn ở cạnh em để ủng hộ em. Nếu mà có mệt mỏi quá thì cứ nói với anh nhá. Vâng. Bà ơi, cháu muốn ăn phở. Bà nấu cơm xong hết cả rồi, đi về nhà ăn cơm nhá. Không, cháu muốn ăn phở cơ. Cháu ngoan đi nào, nghe lời bà. Hay là về nhà bà nấu phở cho con ăn nhá. Bà tránh ra đi, bà nhà quê biết gì mà nấu chứ. Mẹ tôi bảo bà nhà quê nên lên đây ăn bám gia đình tôi. Bà đi đi. Mẹ con nói thế à? Phải, đồ bà già hôi hám, ăn bám nữa. Không, con không được hôn. Bà là người giàu. Kìa Bông, con. Bông, mẹ đây. Sao thế con? Ai đánh con? Bà ở đâu? Mẹ làm
cái gì mà để cho nó không vắng như thế hả? Ô kìa, mẹ không có mà. Cái bông nó hỗn, mẹ mắng nó thôi mà. Cái gì? Mẹ mắng cái bông á? Này, con của con tự biết cách dạy. Mẹ có cái quyền gì mà dạy à? Hả? Sao? Con thích gì? Con muốn ăn phở, nhưng bà không cho con ăn. Cơm mẹ nấu xong xuôi hết cả rồi. Hai mẹ con về nhà ăn luôn đi. Trời ơi, cháu thích ăn phở thì bà cho cháu ăn đi. Nhà mình thiếu gì tiền nhở? Đâu, con thích ăn quán nào? Con thích ăn cái quán phở mà có cô Hùng giữ ấy mẹ. Cô Hùng giữ á? Chị, quán chúng tôi đóng cửa rồi ạ. Con gái của tôi đói bụng mà nhất định nó không chịu ăn ở đâu cả. Cô làm cho bát phở đi, tôi trả tiền thêm cho. Vâng, vậy mời mọi người ngồi ạ. Mày này, con tôi thêm nhiều rau sống, cô làm nhanh lên nhá. Thêm đi, ít thì nên bỏ sao được. Đợi tôi một chút ạ. Tôi xin lỗi nhá, cô đúng không cố ý đâu. Ơ kìa, mẹ việc gì phải xin lỗi cái bọn này nhờ? Mình là khách hàng, mình là thượng đế, mẹ việc gì lại thấp hạng thấp mình như thế? Con, nhà mình có tiền mà, con cứ phá cho mẹ. Kìa con. Kìa, không, không được làm thế con. Ô kìa. Dừng lại ngay. Rồi này, mày làm con gì đấy hả? Mày đi đánh con gái của tao á? Là chị đánh cái này. Kìa con, mẹ xin con đấy, con đừng có làm như thế đi. Bác bỏ ra, bà nhà quê, con đi. Cháu thôi đi, cháu đừng có hỗn, đây là bà của cháu đấy. Thì làm sao? Nhà tao thấy quen rồi. Mày cái lấy cái quyền gì mà can thiệp vào hả? Mà tao nghe nói hôm trước mày còn hăm dọa định đánh con tao cái gì? Mày chạy nó không hả? Cô đừng có vô lý như vậy. Cô đến đây gây sự rồi đánh tôi, lại còn dọa dẫm tôi nữa. Hôm trước là con cố hỗn láo với mẹ cô, tôi chỉ ra mặt nói thay thôi, được chưa? Con tao mà đến lượt mày dạy á, hả? Mày đừng tưởng mày là dân buôn bán mà tao phải sợ mày nhá. Tao đây đường đường là giám đốc của một công ty lớn, có tiền, có quyền hơn mày. Mà trong cái chuyện này có phải nói là con của tao có quyền dạy dỗ lại mày đấy. Cô đừng có vô lý như vậy. Cô làm mẹ mà để cho con cô hỗn láo với cả mẹ cô như vậy mà được à? Tôi không hiểu cô làm mẹ kiểu gì đấy. Chuyện nhà tao thì mặc xác nhà tao, liên quan gì đến mày à? Hả? Mà mẹ tao là gì á? Mẹ tao cũng chỉ là một bà già quê mùa, nên ăn sống bám con bám cháu thôi. Mà đã sống bám ý thì phải chăm sóc và định nói con gái của tao. Mày cứ thử chăm một cái bà già quê mùa chậm chạp như thế đi thì mày sẽ hiểu cảm giác thế nào nhá. Cô nói như vậy là rất bất hiếu đấy. Mình sai chứ mà. Bác xin lỗi cháu, cháu tha cho con với cháu bác nhá. Kìa bác, con của bác đã như vậy rồi, bác mà cứ để yên thì cháu của bác sẽ bị cô ta dạy hư đấy ạ. Cái gì? Mày lại thích nhiều chuyện á? Nhiều chuyện này con phá quán cho mẹ. Vâng. Phá này con. Kìa cháu. Dừng lại. Dừng lại. Ô, sư tổng. Ô, anh ạ. Lại là cô à? Tại sao cô lại lên quán nhà người ta rồi đập phá như vậy? Anh ơi, anh đừng hiểu lầm ạ. Là cô ta, tại cô ta bán đồ ăn bẩn xong còn hăm dọa khách nữa anh ạ. Đúng. Chắc cô không biết, đây là vợ tôi. Cô ấy nấu nướng rất sạch sẽ và đảm bảo vệ sinh. Còn cô bênh con cô vừa thôi. Cô xem,
cô dạy là nói dối rồi đối xử tệ bạc với mẹ cô như thế mới được à? Tôi đã nghe câu chuyện hôm trước rồi, rõ ràng con cô sai nhưng cô lại không chấp nhận sự thật đấy. Cô dạy nó như thế chỉ khiến nó thêm hư thôi. Anh ơi, em biết em sai rồi, anh tha lỗi cho em với ạ. Cô không cần phải cúi đầu xuống như thế. Từ mai cô nghỉ làm ở công ty đi. Công ty tôi chỉ tuyển những người có đạo đức và có kỷ luật tốt thôi. Còn những cái loại hai mặt như cô thì tôi không cần. Anh ơi, em biết em sai rồi, anh tha lỗi cho em với ạ. Chị ơi, em biết em sai rồi, chị tha lỗi cho em với ạ. Mẹ con em sai rồi, chị tha lỗi cho mẹ con em đi ạ. Cô ơi, tôi xin cô hãy tha cho con tôi. Nó còn đang nuôi con nhỏ, cô hãy bỏ qua chuyện kia cho nó đi. Đừng đuổi việc nó cô nhá. Chú ơi, tôi xin chú ạ. Bác có biết là chính vì cái sự nuông chiều và nghe lời con cái vô tội vạ của bác đã khiến cho con và cháu của bác hư hỏng như thế này không? Nhưng mà vì bác đã nói như thế nên cháu sẽ nói với chồng cháu giúp bác. Thôi được rồi, vợ tôi đã nói như thế thì tôi bỏ qua. Nhưng cô bỏ cái thói ức hiếp, khinh thường người khác đi. Đối xử với mẹ cô cho tốt vào. Cô nên nhớ, cô được như ngày hôm nay ấy, là nhờ mẹ cô cả đấy. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Trong thời gian qua, con đã đối xử quá tệ bạc với mẹ. Mẹ tha lỗi cho con mẹ nhá. Bà ơi, cháu xin lỗi bà. Alo. Yên tâm đi. Tại dạo này anh bận quá. Đây rồi, anh đến đây rồi. Rồi ok nhá. Sao cô vô lý thế nhở? Tôi đã bảo là chả may là tôi đụng phải cô rồi. Cái gì? Mày nói cái gì cơ? Này nhá, mày thấy tao đường là tiểu thư lá ngọc cành vàng, mà ngay cả cái bộ quần áo tao mặc cũng phải vài triệu rồi. Thế mày mày dám vào tao hả? À, có phải mày thấy tao xinh đẹp, mày định nảy ký đồ dê sồn gì không? Này nhá, tao nói cho mày biết nhá, mày tắt ngay cái ý định đó cho tao nhá. Tôi đã nói với cô rồi, chẳng qua là lúc đấy tôi đang nghe điện thoại nên là tôi không để ý. Cái gì? Mày nghe điện thoại này, cô... tao cũng không để ý đấy. Là sao? Định đánh tao gì? Đánh đi này. Này nhá, cái loại đàn ông mà đánh phụ nữ thì là cái đồ hèn. Cô... tao sao? Trông này, quần thì quần rách, áo thì áo cây dừa. Ôi, nhà quê. Có chuyện gì vậy ạ? Cái thằng này, nó va phải tao. Tao không xin lỗi, nó còn giả mồm nó cãi nữa. Thì tôi đã xin lỗi cô rồi còn gì. Cô cứ thích làm lớn chuyện lên thế thôi. Gì? Lớn chuyện á? Mày nhìn tao xem, tao đường đường tiểu thư như thế này, mày đã không xin lỗi rồi còn giả mồm mày cãi tao, là biết tao tụt huyết cho hết áp rồi này. Mệt. Chị ơi, nếu mà chị không sao thì mong chị bỏ qua cho anh ấy. Dù sao anh ấy cũng là khách hàng của anh ấy. Chuyện của mày à? Hả? Không phải chuyện của mày ý, thì đừng có xía vào, biết chưa? Xuống dưới kia, lấy cho tao cốc nước rồi đây, nhanh lên! Vâng ạ. May cho mày là hôm nay tao có việc nhá, không ý, thì mày đừng hòng đi được đâu đâu. Cút! Thành ở quê! Bực cả mình! Nó làm mệt mà. Sao mãi chưa đến nhỉ? Alo anh Hoàng ạ. Anh ơi, anh sắp đến chưa ạ? Anh sắp đến rồi đây. Dạ, vâng ạ. Em đang ngồi quán cà phê chờ anh rồi ạ. Đây anh một tí nhá. Dạ vâng, anh cứ đi thong thả anh nhá. Ok. Alo, Trang à? Em đến ngay quán cà phê nhá. Có chuyện rồi đấy. Có chuyện gì đấy anh? Mình lên gặp Ngọc thôi. Cái cô Ngọc mà em nói đi xem mắt ấy, cô ấy có phải là
mặc áo xanh, quần bò, tóc dài ở đây không? Vâng, đúng rồi ạ. Nhưng mà em với cô ấy là thế nào? Thì em với cả chị Ngọc chơi với nhau cũng lâu lắm rồi. Nhưng mà em có thực sự hiểu rõ về cô ấy không? Anh hỏi gì kỳ thế? Tất nhiên là có rồi. Em với cả chị Ngọc chơi với nhau lâu như thế cơ mà. Chị Ngọc là con nhà có điều kiện, cũng xinh xắn, học tập cũng cao. Mà được cái, tuy là nhà giàu nhưng mà cũng dịu dàng, với cả nữ công gia chánh tốt lắm. Dịu dàng á? Sao nãy anh gặp Ngọc ở trên kia, anh không thấy những cái điều đấy nhở? Anh có nhầm người không đấy? Anh nhầm làm sao được, chắc chắn là cô ta luôn. Ừ thì chị ấy con nhà giàu nên chắc là cũng... Nhưng mà thôi, em tin là anh với cả chị ấy về sống cùng với nhau thì sẽ lấy hợp thôi. Thôi được rồi, anh có cách này. Có được không đấy? Được, nhá. Tí nữa anh sẽ lên. Ok. Bực mình mà. Thương tình, cô cho tôi xin một ít. Hôm qua tôi chưa ăn gì, tôi đói quá. Ôi trời ơi, không biết nhảy gì nữa. Sáng ra thì vừa gặp cái thằng hãm tài, giờ là gặp cái thằng ăn xin nghèo hèn. Ôi hôi thế, ra kia đi. Dạ, cô thương tình cho xin một ít ạ. Sao, muốn tiền như gì? May cho mày hôm nay chị mát tính nhá. Chị cho cả ví, trong này á, cũng mà đầy tiền. Tha hồ mà đi mua sắm nhá. Dạ. Nhặt lên đi em. Cô không cho tôi thì thôi, sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Sao á? Mày cũng chỉ là cái thằng ăn xin bẩn thỉu. Sao mày có tay chân lành lặn, sao không kiếm công việc gì tử tế mà làm đi? Mày định sống bằng cái lòng trong hạng người khác á? Này, bố mẹ mày dạy mày như thế à? Hả? Thằng con nết này. Tôi bị tật, tôi không có sức để đi làm. Nếu mà cô không cho tôi thì thôi, cô đừng có mắng bố mẹ tôi như thế. Này nhá, tao không những chửi mày á, tao còn mắng cả bố mẹ này, dòng tộc rồi tông môn nhà mày. Này, đúng là cái bố mẹ mày chắc là kiếp trước sống thất đức, tạo nghiệp. Thế nên kiếp này mới sinh ra cái loại bệnh tật rồi là ăn xin bẩn thỉu như mày. Này, tạo nghiệp ít thôi em ạ. Cô ăn nói hơi quá đáng rồi đấy. Cô đừng có sỉ nhục tôi như vậy. Nếu không thì tôi không khách khí đâu. Cái gì? Không khách khí á? Không khách khí thì mày định làm gì tao? Hả? Mày có biết tao là ai không? Tao xin trân trọng giới thiệu với mày. Tao đây á, I am thành phố chính hiệu. Còn mày cũng chỉ là cái thằng nhà quê nghèo hèn bẩn thỉu. Chị đây cũng ngỏ ý tốt, muốn cho cậu em nhận ra cuộc sống như thế nào thôi. Còn muốn tiền đúng không? Ok, chị cho. Nhặt cái lên đi. Tại sao cô lại sỉ nhục, khinh thường người khác như vậy? Tôi nghèo, nhưng mà tôi cũng không đáng bị sỉ nhục, bị khinh thường như vậy đâu. À, mày mà còn đôi co với tao á, tao đánh chết đi chưa? Tôi không nói chuyện với cô nữa. Đứng lại! À, cho mày đi hả? Không lấy tiền nữa ấy, thì cũng phải quỳ xuống, nhặt cái ví lên cho tao. Cô thích thì cô đi mà nhặt. Sao cô bảo tôi nhặt làm gì? Nhặt này. Nãy tôi làm rơi một cái ví ở đây. Cô có thấy không? Cho tôi xin lại. Ví của anh á? Phải cái này không? Đây rồi, đúng không? Đây, tôi vừa giúp anh bắt cái thằng ăn trộm này. Cái thằng này là để ví của anh đấy. Không, không phải tôi. Cái gì? Mày đã ăn trộm mà còn cãi à? Tao đánh chân cho mày bây giờ nhá. Chị Ngọc. Chị hạ màn kịch được rồi đấy. Trang, xem đến đây. Tôi mà không đến đây thì làm sao mà biết được chị Ngọc hiền lành, dịu dàng thường ngày lại có cái sở thích hành hạ những người kém may mắn trong cuộc sống. Ôi trời ơi, cô suy nghĩ cái gì lung tung thế? Chị có làm cái gì đâu. Chị là chỉ đang giúp cái anh này bắt cái thằng ăn trộm ấy thôi. Nó vừa ăn trộm ví của anh ấy đấy.
chị đánh cho nó vài cái cơ mà, có cái gì đâu nhở. À mà thôi, anh chàng xếp tổng của em đâu? Anh trai tôi thì cũng ở gần đây thôi. Nhưng mà tôi không dám chắc là nếu như anh ấy chứng kiến những cái cảnh này thì còn muốn hẹn hò với chị nữa hay không. Ôi giời ơi, cô cứ nói linh tinh cái gì đấy. Chị có làm cái gì đâu. Chị là chị rất tốt đấy nhá. Chị giúp cái anh này này bắt thằng ăn trộm, rồi chị chỉ đánh nó vài cái thôi mà, có cái gì đâu nhỉ. Hôm nay cô có cuộc hẹn ở đây đúng không? Ừ, thì sao? Tôi chính là người mà cô muốn gặp đấy. Cái gì cơ? Này, mày bị nghèo rồi còn bị mắc bệnh ảo tưởng à? Tao mà phải là đi gặp cái thằng ăn xin nghèo hèn như mày à? Hả? Đúng rồi đấy. Đây chính là anh xếp tổng của nhà tôi. Đáng lẽ ra chị nghiễm nhiên có thể trở thành phu nhân xếp tổng, nhưng mà cái sự hống hách của chị lại bị anh trai tôi nhìn thấy mất rồi. Xếp tổng nhà em đây á? Này, em có bị nhầm lẫn gì không đấy? Sao xếp tổng nhà em lại ăn mặc thế này? Anh Hoàng, mọi chuyện vừa nãy chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ nhỏ, anh mình vừa được dễ. Lúc nãy tôi đã đứng ở ngoài, tôi đã nhìn thấy cô và anh ta cãi nhau rồi. Nhưng vì Trang, thế nên tôi đã giả làm ăn xin để thử lòng cô. Không ngờ cô lại khinh thường những người nghèo như thế đấy. Phải, vừa lúc nãy em cũng bị cô ta chửi anh ạ. Anh Hoàng, thực sự mọi chuyện vừa nãy chỉ là hiểu lầm thôi anh ạ. Tại em nóng tính quá mà. Chứ thực ra là anh vẫn chưa hiểu hết là con người của em đâu. Thôi, mình đi cà phê đi anh. Đi cà phê tâm sự. Đi đi thôi. Thôi, khổ quá. Tôi đã xem hết camera của quán rồi kìa. Rồi tôi mới lên đây nhá. Cô lấy ví của tôi xong đổ tội cho anh ta. Cô nghĩ cô sống như thế mà được à? Hả? Đủ rồi đấy. Tôi không muốn gặp mặt cô thêm một lần nào nữa. Còn em, chọn bạn mà chơi, nhớ chưa? Đi thôi. Ôi, thế không hẹn hò nữa à? Gì ạ? À? Gì? Để tôi tặng cô một câu nhá. Đừng bao giờ khinh thường người khác. Vâng. Cái thằng mất dạy kia. Thôi, tao với mày ra quán trà đá ngồi đi. Cuối tháng rồi, tao cũng hết tiền. Ôi giời ơi, hôm nay mày thích uống gì cứ gọi, tao mời được chưa? Hôm qua mày vừa kêu với tao là hết tiền cơ mà. Hôm nay trúng số à? Còn hơn cái trúng số đấy. Tao vừa được cơm của anh đại gia, giàu cực kỳ luôn. Có phải là cái anh mà lần trước mày kể đi massage hết 500k nhưng mà tip tận 1 triệu đúng không? Chỉ nhớ mày cũng tốt phết đấy nhở. Tại vì lần đầu tiên tao nghe được có một người mà tip đến 1 triệu thì tao cũng ấn tượng. Chắc là tiêu tiền cả quyển đấy nhở. Hôm nay mày không chỉ được nghe đâu, mà chút nữa tao sẽ cho mày gặp tận mắt luôn. Thôi, tao ngại lắm. Bây giờ hai ông bà hẹn hò với nhau, tao thành kỳ đà cản mũi à? Thâm mà, mày là bạn thân của tao. Thế nên á, tao có người yêu, tao sẽ giới thiệu với mày đầu tiên. Hello. Bạn em này. Trang ở đây mà. Em chào anh ạ. Thông cảm nhá. Nếu như tao lúc nào cũng tình cảm rồi đấy. Ngại nhá. Nhưng mà mày có thể để cái hoa này ra xa tao một tí không? Mày quên là tao bị dị ứng phấn hoa à? Quên mất. Anh ơi, anh đừng trách em nhá. Con bạn em là bị dị ứng phấn hoa nhỉ? Nó mặc cực kỳ phấn hoa người á. Y rằng thì nó bị khó thở. Ôi, hoa đẹp như thế này mà ai cũng như em ấy. Mấy cái bà bán hoa chẳng lẽ chết đói hết à? Thế chắc em ấy không hiểu cái cảm giác được người yêu tặng hoa là như thế nào đâu nhỉ? Này, bạn em đang chưa có người yêu đấy. Anh xem bạn anh làm tốt bụng, anh làm mai cho bạn em đi. Thôi, tao không cần đâu. Không phải ngại. Bây giờ ấy, em đang một mình, người khác cũng đang độc thân,
cả hai đến với nhau thì có gì là sai nào. Cảm ơn anh, nhưng mà em không quen với cả mấy việc làm mai như thế. Tùy em thôi, thời buổi bây giờ ấy, nếu như không biết nắm bắt cơ hội ấy thì độc thân vẫn chỉ hoàn độc thân mà thôi. Em nhờ. Em cho anh yêu cái này. Đặt em cái này. Tụi cho yêu cái này. Chuyện bạn em. Bạn bè của mình ai cũng có người yêu để đi chơi cùng, chỉ có mỗi một mình vẫn đang lang thang chiều thứ bảy. À, ông trời ơi, tại sao không ban cho tôi một chàng hoàng tử? Biến thái, biến thái! Cô bị mù à? Giữ đường giữa chợ đây. Đi vào đây. May mà có tôi, không được cô xong đời rồi đấy. Dù thế, anh cũng không được chửi tôi mù chứ. Dù thế, thì cô cũng không được chửi tôi là người biến thái chứ. À thì... đây là hiểu nhầm, xin xóa. Mà cô nghĩ gì? Đi đường như người mất hồn đấy. Thì... hôm nay là cuối tuần rồi. Bạn bè tôi đi chơi với người yêu hết. Chỉ còn mỗi mình tôi, chẳng biết đi đâu về đâu. Chỉ vì không có người đi chơi cùng à? Thôi được rồi, tôi với cô coi như là chúng ta cũng có duyên. Cô thích gì đâu, tối nay tôi sẽ làm từ thiện, sẽ đưa cô đi chơi. Buôn người, anh là kẻ buôn người đúng không? Cô nói liên thiên cái gì đấy, ở hơi à? Không đi thôi, rảnh lắm mà. Đẹp trai như này chắc không phải là buôn người đâu. À, anh buôn ơi! À không, anh gì ơi? Hoàng, Trần Việt Hoàng, không phải là kẻ buôn người. À, vâng, anh Hoàng, chúng ta đi ăn kem đi. Mặt đã biết ham ăn rồi, nghiện là còn ngại. Thì con gái, ai cũng thích ăn vặt mà. Rồi, đi. Ở trong ô tô nhỉ? Mà anh ta là ai? Ôi, chuyện gì thế này? Ôi, anh làm cái gì mà để bảo tôi say mềm như thế này hả? Kiếp, bạn cô tửu lượng cao quá rồi đấy. Uống có nửa lon bia đã say mềm rồi. Ôi trời ơi, bạn tôi có biết uống bia đâu. Mà này, tại sao anh lại cho nó uống bia hả? Này này, có phải anh có ý đồ gì với nó đúng không? Tôi mà có ý đồ gì nhá, tôi đưa vào khách sạn rồi. Đưa mày làm gì? Thôi, anh giúp tôi một tay, đưa cậu lên nhà đi. Nào. Nằm đi. Alo. Chủ tịch tìm tôi á? Bảo với ông ấy là tôi không đi Mỹ đâu. Nếu mà bố tôi còn bắt tôi ấy thì tôi sẽ không về nhà. Mẹ tôi á? Ừ. Bảo với bà ấy là tôi vẫn khỏe nhá. Ừ. Cảm ơn. Anh là thế nào đối với Trang? Mà hình như là tôi chưa gặp anh bao giờ. Ừ. Chúng tôi chỉ là bạn sương sương thôi. Vậy anh tên là gì? Mà nhà anh ở đâu? Tôi tên Hoàng, nhà tôi ở Ham Tower. Hiện tại thì anh đang làm nghề gì ạ? Tôi á? Tôi có làm gì đâu, tôi đang thất nghiệp ấy. Vậy anh cho tôi xin tài khoản mạng được không? Xứng hơn tiên.
Em làm gì mà chăm chú vào điện thoại đấy? Không nhìn anh đến à? Sao anh đến sớm đấy? Em hẹn anh 12 giờ cơ mà. Thế bình thường anh đến muộn cũng bị nói, thế bây giờ anh đến sớm em cũng nói anh là sao? Tính anh như thế đấy. Anh chịu được thì yêu, không chịu được thì thôi, mình chia tay. Thôi, anh xin lỗi. Em cho anh xin lỗi nhá. Để anh đưa em đi mua sắm bù nhá. Coi như là bù tội lỗi của anh. Em là em thích cái túi Chanel của Vincom lâu lắm rồi đấy nhá. Thế thì mình đi mua nhá. Có chuyện gì đây em? Ông anh nghe em ở nước ngoài gọi. Đợi em một xíu nhá, anh nghe điện thoại. Alo anh Hoàng à? Dạ, anh Ngọc đây ạ. Anh muốn gặp em ạ. À. Dạ được ạ. Em hẹn anh ở quán cà phê nhá. Dạ vâng. Em chào anh ạ. Anh ơi, chết rồi. Ông anh em ở nước ngoài về mà cần gặp em ở phường cấp. Em phải đi bây giờ đấy ạ. Thế để anh chở em đi. Thôi không cần đâu. Chuyện gia đình nhà em, anh đến cũng không tiện. Em đi nhá. Thế không đi mua túi nữa à? Có chứ, mà đến hôm khác. Alo ông ạ. Chán quá. Tôi bị con bồ cho leo cây rồi ông ạ. Đi làm phải lo lắm. Cái gì? Cà phê á? Thế đang ở đâu? Thôi được rồi. Để tôi qua cũng được nhá. Đợi tôi đi. Anh tưởng anh đến sớm, hóa ra em còn đến sớm hơn cả anh à? Em ở nhà một mình cũng buồn, tiện anh gọi, em sẽ qua đây luôn ạ. Thế Trang đâu rồi em? Trang ạ? Trang là cậu ấy đang đi ra hiệu sách, hoặc là đi từ thiện ở trong chùa anh ạ. Thế Ngọc? Dạ? Anh có thể giúp anh tỏ tình với Trang được không? Anh nói cái gì cơ à? Anh thực sự rất thích cô ấy. Nhưng anh không biết mẫu con trai của cô ấy là gì. Anh lại rất sợ cô ấy từ chối nữa. Em thấy Trang nhạt nhẽo thế. Em không biết anh thích Trang ở điểm gì luôn ạ. Anh thích cô ấy vì vẻ ngây thơ trong sáng. Ngọc này, em là bạn thân của cô ấy. Em có biết cô ấy thích gì không? Em cũng không rõ nữa anh ạ. Anh nghĩ em là bạn thân thì phải biết cô ấy thích gì, ghét gì chứ. Chẳng hạn như là bây giờ anh muốn mua tặng cô ấy một món quà mà anh không biết mua gì, em có gợi ý gì không? Hoa. Trang rất thích hoa anh ạ, và đặc biệt là hoa hồng. Giống như con người cô ấy vậy. Dạ đúng ạ. Đúng là đơn giản. Anh chỉ cần tặng Trang một bó hoa hồng thật to, thật đẹp. Em đảm bảo với anh á, Trang sẽ đổ anh luôn. Anh cảm ơn nhá. Dạ vâng ạ. Không ngờ cô ấy lại nói dối mình à? Cô ấy không biết Hoàng chính là bạn học từ cấp 1 với mình. Cậu ấy thì làm gì có em họ đâu chứ. Mà chả lẽ Ngọc thích Hoàng à? Trai. Này, tại sao lại đến gặp anh ta làm gì? Tao còn bao nhiêu việc. Thì gặp người ta một tí có sao đâu. Đi vào đi vào. Chào anh. Hẹn em lâu rồi, bây giờ mới được gặp em. Thì tại em cũng hơi nhiều việc. Mà hôm nay anh gọi em ra đây có chuyện gì không ạ? Em cứ ngồi đi. Hôm nay anh Hoàng sẽ có bất ngờ dành cho mày. Thật ra thì anh đã có ấn tượng với em từ lâu rồi. Ngay từ lần đầu gặp, anh biết em là cô gái mà anh tìm kiếm bấy lâu nay.
Em đồng ý làm người yêu anh nhá. Nhưng mà anh không nói đùa đấy chứ. Em có thể nghi ngờ vào thế giới, nhưng em phải tin tưởng anh chứ. Anh, hoa hồng đâu? Không có hoa đâu hết. Anh, sao anh đến đây ạ? Anh đến đây ấy là vì em đấy. Giới thiệu với các em, đây là Sang, bạn thân từ hồi nhỏ của anh. Trùng hợp quá, anh Sang cũng là người yêu của Ngọc đấy ạ. Anh biết, anh đã nghe Sang kể rồi. Đã từng rồi, bây giờ thì chắc không còn nữa rồi. Anh nói cái gì đấy hả? Vâng, anh đang nói gì đấy hả? Bọn em nghe không hiểu. Sang này, em có biết chính cô bạn thân của em ấy đã xui Hoàng đấy mua hoa để tặng em không? Chẳng phải em bị dị ứng phấn hoa rồi đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Em bị dị ứng phấn hoa, anh và Ngọc đều biết mà. Đúng rồi. May mà Sang nói cho anh biết, không thì anh đã tặng hoa cho em rồi đấy. Ngọc, tại sao cô lại làm như thế? Cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì cô ta thích cậu, cô ta thích trèo cao, có đúng không? Ngọc, những gì mà anh Sang nói có phải là sự thật không? Tại sao mày lại muốn tao bị dị ứng phấn hoa? Đúng đấy, mày thì có cái gì hơn tao? Mà tại sao anh thích mày mà không thích tao? Nhưng mà mày đã có anh Sang rồi, anh ấy còn rất là yêu thương mày mà. Anh Sang á? Sao với anh Hoàng chỉ là con tép trên mép con mèo thôi. Ok, ok. Thế thì con tép này cũng tuyên bố nhá, từ giờ ấy, tôi và cô chấm dứt. Cái loại con gái mà dùng thân xác để đào mỏ, không biết xấu hổ à? Anh nếu như trước đây ấy, cô định sự cố lên cô đánh tôi, tôi còn cảm thấy cô đáng yêu ấy. Nhưng bây giờ ấy, nhìn như này tôi chỉ thấy thủ đô thôi. Thôi Hoàng ạ, chúc mừng hai cậu. Chúc mừng từ giờ cậu đã tìm được hạnh phúc của riêng mình rồi nhá. Bây giờ tôi xin phép, tôi phải đi trước. Chứ đứng ở đây một lúc nữa ấy, chắc tôi không chịu được mà phải nôn ra mất. Tôi đi trước nhá. Cuối tuần quay nhà tôi ăn cơm nhá. Rồi, tôi đi trước nhá. Mình đi thôi. Nhưng mà còn Ngọc. Kệ cô ta, loại người như này quan tâm làm gì. Em chào chị ạ, em là Hoàng, nhân viên mới ở công ty ạ. Đã lâu không gặp. Ngọc. Chào sếp ạ. Anh đừng nói khách sáo như thế. Dù gì thì trước đây em với anh cũng là người yêu cũ của nhau mà. Anh nói như thế là em có xử đấy. Dù gì thì cũng là quá khứ thôi. Anh là nhân viên của em, nên anh không thể nói xuồng xã quá được. Ngay từ khi thấy hồ sơ của anh thì em đã không cần phải xem hồ sơ của ai khác nữa. Em không ngờ chúng ta lại có duyên đến như vậy. Thế có bị bất công với người khác quá không? Tất nhiên là không rồi, vì anh đặc biệt đối với em mà. Em đùa một chút thôi. Em bảo này, nếu trong công ty có điều gì khó khăn thì anh cứ hỏi em nhé. Mà có thời gian rảnh thì anh chịu khó đi ăn trưa với em. Lâu rồi không gặp, em cũng có nhiều chuyện muốn hỏi anh. Thôi được rồi, anh ra ngoài đi. Thư ký của em sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho anh. Bố đi cẩn thận ạ. Đây.
lần sau con đừng đưa bố vào viện khám vậy nhé. Tốn kém lắm con ạ. Con cứ ra ngoài mua cho bố mấy viên thuốc giảm đau là được. Anh Hoàng đi làm có tiền mà, bố đừng lo ạ. Con ạ, chết sống nó là số rồi. Bố chỉ buồn là bố không giúp được gì các con. Bố chỉ làm khổ các con thôi. Bố đừng nói như vậy. Bọn con muốn chăm sóc bố đến 100 tuổi cơ. Rồi bố sẽ khỏe lại. Bố yên tâm bố nhá. Bây giờ bố cứ ngồi đây nghỉ ngơi, để con đi vào trong nấu ăn ạ. Bệnh tật của bố cô đang rất nguy hiểm. Nếu không được phẫu thuật sẽ không thể qua khỏi trong năm nay. Đây, nhà anh đây. Ở đây đi làm cũng hơi xa anh nhỉ? Ừ, anh quen rồi, dậy sớm một chút là được. Như thế thì em sót lắm. Hay là bây giờ thế này nhá, anh lấy xe của em đi đi, rồi sáng qua đón em đi làm. Xe của em sẽ giao cho anh Toàn quyền xử lý. Thôi, thế làm sao được, anh còn chưa biết đi ô tô cơ mà. Chưa biết thì học, em sẽ cho anh tiền học lái xe, anh không phải lo đâu. Anh về rồi đấy à? Ơ, Trang à, lâu quá rồi không gặp, trông mày vẫn không khác xưa nhỉ? Sao anh lại về cùng với cô ấy? Em đừng có nghĩ gì nhá, Ngọc là sếp của anh. Không có gì đâu, sếp hay gì thì chúng ta vẫn là bạn mà. Anh không phải quá khách sáo như thế đâu. Cảm ơn cô đã đưa chồng tôi về. Anh vào nhà đi, em chuẩn bị cơm nước xong rồi đấy. Em có ở lại ăn với gia đình anh luôn không? Thôi, em xin phép em về. Em nghĩ em lại không tiện đâu. Em này, em đừng nghĩ gì nhá. Anh với Ngọc chỉ là bạn thôi. Em biết, nhưng dù sao cô ấy cũng là người yêu cũ của anh. Anh nên giữ khoảng cách với cô ấy. Mà tốt nhất là từ lần sau anh đừng để cô ấy đưa anh về nữa. Thôi, anh đói rồi, chúng mình vào ăn cơm thôi. Anh Hoàng à, anh vào phòng em đi. Em có chút việc nhờ anh. Để anh một chút nhá. Vâng ạ. Có chuyện gì đấy em? Anh xem qua trên bản hợp đồng này đi. Ừ, anh xem. Em làm sao đấy? Em làm cái gì đấy? Anh, sao anh phải làm như thế nhở? Dù gì ở trong phòng này cũng có mỗi em và anh thôi mà. Nhưng anh không thích làm như thế. Làm như vậy là có lỗi với vợ anh. Và anh đang trêu đùa cảm xúc của em. Thế bây giờ anh lựa chọn một trong hai đi. Anh đừng có tham lam như thế chứ. Bây giờ anh là một người đàn ông thì anh cần phải có sự nghiệp, có tiền tài là có tất cả. Tình yêu á, tình yêu cũng không thể nuôi sống anh hàng ngày được. Anh xin lỗi. Đừng vội trả lời em. Em không vội mà. Anh hãy suy nghĩ kỹ đi. Đây là cái gì? Có phải là của cô ta không? Em nói cái gì đấy? Anh tự mình xem đi. Cái này chỉ là vô tình thôi. Chỉ là vô tình? Vậy thì từ ngày mai anh nghỉ việc ở chỗ đấy đi. Với một người có thực lực như anh thì kiếm một công việc ở chỗ khác đâu có khó khăn gì đâu. Em buồn cười nhở? Đấy là công việc yêu thích của anh. Và đó là nơi duy nhất mà anh có thể phát triển được công việc.
Vậy là anh chọn cô ta chứ gì? Em đừng có suy nghĩ theo hướng tiêu cực như vậy được không? Trực giác của người phụ nữ chưa bao giờ sai cả. Ngay từ đầu em đã biết cô ta chẳng tốt đẹp gì rồi. Hôm nay chỉ là một vết son môi và mùi nước hoa. Vậy những ngày sau hai người còn giấu em làm việc gì nữa? Em phải tin anh chứ. Em tin anh, nhưng mà em không tin cô ta. Trang, Trang ơi. Dạ, con đây ạ. Trang ơi, Trang. Dạ, con đây ạ. Vợ chồng con có gì mà to tiếng thế hả? À, không có chuyện gì đâu bố ạ. Vợ chồng con đùa nhau nên nói hơi to. Bố cứ nghỉ ngơi đi ạ. Bố bảo này, con là vợ con, nhịn nó đi một tí. Nay mai bố mất, nó sẽ là trụ cột cái nhà này. Gánh nặng của nó lắm. Con đừng, con phải thông cảm cho nó chứ. Bố đừng nói như vậy. Bố được phẫu thuật rồi sẽ khỏe lại thôi ạ. Bệnh của bố biết mà. Mà gia đình làm gì có tiền mà để lo cho bố. Con đừng lo. Sống chết âu là cái số rồi con ạ. Vâng, con biết rồi ạ. Bố nghỉ ngơi đi. Con ra ngoài dọn dẹp ạ. Tôi có chuyện muốn nói rõ với cô về anh Hoàng. Anh Hoàng là chồng của tôi. Rõ như vậy rồi, còn gì để nói nữa đâu. Tôi biết cô yêu anh rất nhiều. Nhưng mà cô có biết chính cô đang là người hại anh Hoàng không? Cô cho anh ấy được cái gì? Hay chỉ đang là gánh nặng của anh ấy thôi? Anh Hoàng phải đi làm vất vả để nuôi cô và gia đình cô. Tiền tài, sự nghiệp của anh ấy đều đang bị cô kìm hãm hết cả lại. Tôi và anh Hoàng đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu khó khăn. Tôi đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để cho anh ấy được ăn học đàng hoàng. Đàn ông, họ không cần những người phụ nữ chỉ biết quanh quẩn xó bếp đâu. Mà thứ anh Hoàng cần là một người bạn đồng hành, thông minh và tài giỏi như tôi. Người có tiền thì nói gì mà chẳng đúng. Tôi biết bố cô đang bị bệnh rất nặng và cô không có khả năng để chi trả. Thế nên hôm nay tôi đến đây. Trong này có 500 triệu, dư sức cho bố cô chữa bệnh cả chục lần. Cô cầm lấy và rời xa anh Hoàng đi. Vậy khác gì tôi đang bán chồng. Cô muốn nó là cái gì thì nó sẽ là cái đấy thôi. Nhưng mà đây không phải là một số tiền nhỏ. Và cả đời cô đi làm không có được đâu. Thế nên cô hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Tôi không cần tiền của loại đàn bà như cô. Được thôi. Nhưng mà khi nào cô đổi ý thì hãy gặp cho tôi. Alo. Tôi là vợ của anh Hoàng đây. Sao? Thay đổi ý định rồi à? Được thôi. Tôi sẽ cho người mang đến cho cô 500 triệu. Và kèm theo đó là một bản cam kết. Cô hãy ký vào đấy. Để trừ khi cô lật lọng thì cô sẽ phải bồi thường gấp đôi. Tôi không cần 500 triệu. Tôi chỉ lấy 100 triệu để phẫu thuật cho bố tôi thôi. Còn lại tôi không cần. Được thôi. Cô ly dị càng nhanh thì số tiền càng thuộc về cô sớm hơn.
Alo, em à? Sao? Được rồi. Nếu em đã quyết định như thế, em đừng có hối hận đấy. Tôi đến để gửi lại cô số tiền này. Tôi chỉ dùng hết 100 triệu để phẫu thuật cho bố thôi. Còn lại 400 triệu tôi gửi cô. Nghèo mà còn sĩ. Nhân tiện cho tôi hỏi cuộc sống của anh Hoàng dạo này thế nào? Anh Hoàng ở với tôi thì đương nhiên phải tốt rồi. Ai bảo với cô là tôi tốt? Cô định dùng tiền để mua tôi đấy à? Cô được dùng mọi cách để mua tôi đúng không? À, em thì cần anh, còn cô ta cần tiền để chữa bệnh cho bố. Thuận nước thì đẩy thuyền thôi. Trang này, anh xin lỗi em. Anh đã không thể ở cạnh em lúc em khó khăn nhất, chỉ vì con người thủ đoạn này. Con người thật là độc ác. Anh im miệng lại. Anh nên nhớ, anh đang sống trên chính đồng tiền của tôi đấy. Được, tôi sẽ trả lại hết tiền cho cô, kể cả số tiền đền bù của bản cam kết. Đây, cô cầm lấy đi. Mình về thôi em. Nếu anh bước ra khỏi cánh cửa này thì cuộc đời của anh sẽ khép lại. Anh đừng bao giờ hối hận đấy. Điều tôi hối hận là ở cạnh một con người thủ đoạn như cô đấy. Em ngại cái gì? Mẹ là người giới thiệu em với anh cơ mà. Biết ngay mà. Có vợ là quên mẹ ngay mà. Biết thế à? Tôi chẳng làm mối cho anh để anh ế luôn ý. Kể mẹ. Mẹ buồn cười nhở? Còn thương mẹ nhất cơ mà. Nhờ mẹ mà con mới cưới được vợ xinh đẹp với ngoan ngoãn này đấy chứ ạ. Không, chỉ được cái khéo nịnh thôi. Đi làm đi, không thì trễ đấy. Giám đốc mà đi muộn là nhân viên người ta cười cho đấy. Ngại gì, mẹ là chủ tịch cơ mà, công ty nhà mình. Còn sợ cái gì? Ngại gì là sếp phải gương mẫu. Đừng có ỉ lại rồi người ta cười cho đấy. Đau. Biết chưa? Đau quá mẹ, con lớn rồi cơ mà. Được rồi, con nào con sắp xếp đồ rồi đi làm đấy. Con à, ở nhà thiếu gì thì con cứ mua, đừng có hà tiện quá nhá. Cần gì nữa thì cứ bảo với mẹ, mẹ sẽ đưa thêm cho. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ ạ. Sao con lại nói như thế? Lúc trước mẹ bị tai nạn, con đã giúp mẹ rất nhiều. Rồi từ ngày về nhà này, con đã chăm chút lo công việc của gia đình. Rồi thằng Hoàng cũng ngoan hơn. Mẹ biết ơn con nhiều lắm. Mà sắp tới mẹ đi công tác dài ngày, công việc ở nhà con giúp cho mẹ nhé. Thằng Hoàng ấy, nó mà láo thì con cứ gọi cho mẹ, mẹ sẽ xử ngay nhá. Dạ vâng, mẹ cứ yên tâm ạ.
Mà mẹ anh có ở nhà không đấy? Em lo à? Mẹ anh đi công tác nửa tháng rồi mà. Đi. Ơ, à, còn cô vợ khờ của anh như nào? Em sợ à? Nó ở nhà nấu cơm rồi, phải lo cho anh chứ. Mà anh là chủ của cái gia đình này, anh là chồng nó cơ mà. Có gì á, anh cho mấy cái bạt tai. Đấy là anh nói ấy nhá, thôi mình đi đi. Cô gào mồm lên thế hả? Anh chờ chạy đến mức như thế sao? Anh ơi, còn cô nữa, còn cốt cây ra khỏi đây. Anh, chị ta mắng em kìa. Cô câm cái mồm cô lại, tôi cảnh báo cô không có nói chuyện này với mẹ đâu đấy. Còn đây là My, người yêu tôi dẫn về làm sao? À? Anh đối xử với tôi như vậy à? Tôi là người vợ mà anh cưới hỏi đàng hoàng. Bây giờ anh lại vì gái, anh bé anh nổi khùng với tôi. Không những tao nổi khùng, mà tao còn tát vỡ mồm mày ra đấy. Này, cô nên xem lại bản thân mình đi. Vừa xấu xí, nhan sắc thì tầm thường, lại còn suốt ngày cắm đầu vào bếp, làm sao mà xứng mánh hoàng được. Chỉ có tôi, vừa xinh đẹp lại vừa đảm đang, mới xứng ở cái vị trí người tình của giám đốc thôi, hiểu không? Cô! Nín! Tao cảnh báo mày, nếu mà mày còn xúc phạm My hoặc là mày nói với mẹ, tao sẽ ly dị mày, tao đuổi cổ mày ra khỏi nhà, xem lúc đấy ai mới là người xấu hổ, nghe chưa? Cẩn thận cái mồm nhé. Biết chuyện này đã bóc cổ mày chết ngay nhờ. Chào các con, mẹ về rồi đây. Ơ kìa, sao Trang lại nằm đây thế này? Mẹ có quà cho con đây. Ơ rõ khổ mẹ ạ. Từ lúc mẹ đi vắng ấy, xong cô ấy ngã, bây giờ bị thế này đấy. Cái gì? Con nói sao? Đã đưa con bé đi khám chưa? Mà chuyện xảy ra như thế này tại sao con không nói cho mẹ biết? Từ hôm đến giờ con bận quá mẹ ạ. Với lại con sợ lơ là công việc ở công ty nên con chưa có thời gian đưa đi. À mẹ ơi, hay là mẹ con mình đưa cô ấy vào trại tâm thần đi. Không ảnh hưởng đến mẹ con mình chết mẹ ạ. Con nói cái gì thế? Con là chồng của nó đấy. Tại sao con lại đối xử với vợ con như thế hả? Mà chuyện lớn như thế này, tại sao con không gọi điện cho mẹ? Con chăm sóc vợ kiểu đó sao? Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Mẹ đừng có mắng con nữa. Trang à, mẹ sẽ đưa con đi khám nhá. Tội nghiệp con tôi quá. Đây đây. Alo. Alo. Anh đã điều tra được mọi chuyện lúc tôi vắng nhà chưa? Cái Trang con tôi nó bị như thế là sao? Dạ thưa bà, chúng tôi đã tìm ra nguyên nhân ạ. Vấn đề là từ con trai bà là cậu Hoàng, cậu ấy ngoại tình với nhân viên của công ty, đưa cô ấy về nhà và đánh vợ khi bà đi công tác. Chúng tôi nghi ngờ cậu Hoàng mắng chửi cô Trang, ép cô ấy không nói ra việc cậu ấy ngoại tình cho bà biết, nên mới khiến cô Trang phát điên đấy ạ. Tôi hiểu rồi. Anh hãy giữ kín chuyện này giúp tôi nhé. Còn tiền tôi sẽ chuyển cho anh sau. Ok.
đi thôi con. Ơ mẹ, mẹ lại đi công tác đây à? Ừ, hợp đồng ở bên đó có vấn đề nên mẹ phải đi xem lại. Tiện thể mẹ đưa cái Trang ra nước ngoài chữa bệnh luôn. Đợt này mẹ đi dài ngày đấy, con ở nhà cẩn thận, lo công việc cho nó đàng hoàng vào. Nếu không ấy, mẹ sẽ bỏ cái chức giám đốc của con đi đấy. Mẹ, mẹ cứ nói linh tinh. Con ở nhà làm việc tử tế đàng hoàng lắm, mẹ không phải lo đâu. Thôi được rồi, thế con không chào vợ con một tiếng à? À ừ đấy, con quên mất. Mẹ nhớ chăm sóc vợ con giúp con nhá. Con cảm ơn mẹ ạ. Thôi, đi đi con. Alo, cậu cưng à? Đang làm gì đấy? Ừ, qua luôn nhà anh đi. Ừ. Em yên tâm, đảm bảo không có việc gì cả. Ok, đi rồi. Mà này, nếu mà em thích nhá, cuối tháng anh ly dị luôn nhá, không phải lo. Ok nhá, yêu cậu cưng lắm. Cho mà ăn sướng nhá. Ơ kìa, anh phải tách nó ra chứ. Có ngay, có ngay. Này, mẹ. Này, kiểu ngoại tình này. Này, mẹ. Quyến rũ chồng của người khác này. Làm cái gì đây? Thôi mẹ, mẹ làm cái gì đấy, không chụp nữa. Wow. Mày nói chuyện với mẹ mày cái kiểu đấy hả? Tao mà không về đột xuất thì làm sao mà bắt được hai đứa chúng mày? Hóa ra mày lợi dụng cái chức giám đốc để làm cái chuyện đồi bại này hả? Mày có cảm thấy có lỗi với vợ mày không? Còn cô, tôi sẽ gọi điện báo cho bố mẹ cô biết chuyện này. Đồng thời đuổi việc cô, tôi sẽ bóc phốt cô ở trên mạng để cho cô biết hậu quả của việc đi cướp chồng của người khác là như thế nào. Bà dám à? Trong bụng tôi đang mang hai đứa cháu trai của bà đấy. Bà không thương tôi thì bà cũng phải thương cháu bà chứ. Em có thai á? Là con trai, con trai. Mẹ ơi, con là con thích có con lắm rồi. Mẹ làm gì thì làm, con cứ ở bên mi mãi thôi. Mày ngu lắm con ạ. Đây, mày xem đi, nhìn kỹ đi. Đứa con ấy là của thằng này chứ không phải là của mày. Mày hiểu chưa? Nhìn cho kỹ vào. Con này á, nó có người yêu từ lâu rồi. Không, không phải như thế đâu. Khốn à! Tao yêu mày mà mày đối xử với tao như thế à? Không phải như anh nghĩ đâu. Cút! Tao không nghe gì từ mày nữa. Cút ra khỏi nhà tao. Mẹ ơi, mẹ, con xin lỗi mẹ à? Mày mới là đứa khốn nạn. Cái chàng nó ngoan hiền thế mà mày nữa đối xử với nó như thế à? Tao phải đánh chết mày mới được. Tao đánh chết mày, đánh chết mày. Thôi mẹ, mẹ đừng đánh anh ấy nữa. Trang, em bình thường rồi à? Mẹ, Trang bình thường rồi kìa. Bây giờ về nhà mình, gia đình mình lại hòa thuận, lại sum vầy, nhà có ba người càng hạnh phúc mẹ ạ. Nhờ. Không, hôm nay tôi về đây là để ly hôn với anh, giải thoát cho cả tôi và anh. Tôi khỏi bệnh là nhờ có mẹ luôn giúp đỡ, an ủi, động viên. Điều mà tôi nuối tiếc nhất ở trong cuộc hôn nhân đau khổ này đó là mẹ. Còn anh, đúng là một con người thật là ghê tởm. Anh ký vào đơn ly hôn đi, tôi đã ký sẵn rồi. Con có muốn suy nghĩ lại không? Con đã nghĩ kỹ rồi ạ. Nếu như mẹ thương con thì mẹ để anh ấy giải thoát cho con đi ạ. Mẹ cảm ơn con trong thời gian vừa qua đã chăm sóc cho gia đình của mẹ. Mẹ biết con là người có tài, rất có khả năng. Nhưng vì muốn vun vén cho gia đình mà con đã phải nghỉ tất cả mọi công việc. Từ giờ trở đi, con đi làm lại đi.
sống thật tốt vào, thật kiêu hãnh con nhé. Mẹ lúc nào cũng coi con như con gái của mẹ vậy. Mai con đến công ty của mẹ nhận việc, mẹ sẽ bổ nhiệm con vào làm giám đốc công ty. Kìa, mẹ nói cái gì đấy? Một công ty làm sao có hai giám đốc được? Xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy mà mày vẫn muốn làm giám đốc công ty à? Tài đã không có, đức cũng không. Thất vọng về mày. Từ nay trở đi, mày không còn là giám đốc của công ty nữa. Nghe rõ chưa? Kìa, mẹ nói cái gì đấy? Con là con của mẹ, mà đàn ông chơi bời tí thì làm sao? Mẹ, mày có còn liêm sỉ nữa không hả Hoàng? Đến giờ này mà mày cũng không biết mày đã gây ra những tội gì sao? Tao không có đứa con như mày nữa. Mày đi đi. Đi đi. Được rồi, dự án đấy thì tôi cần phải xem xét lại kỹ lưỡng hơn. Cậu báo với cả phòng kinh doanh là lập cho tôi một bản kế hoạch cho dự án tiếp theo. Cũng cuối năm rồi, cố gắng mà hoàn thành cho đúng tiến độ. Ồ, xem ai đây em? Đúng là đã lâu rồi không gặp, hôm nay cũng có duyên phết nhỉ. Trông cô cũng có vẻ khá khổng phết đấy nhở. Không nghĩ gì tôi nghĩ. Xin chào, cô là... Xin trân trọng giới thiệu với cô, tôi là Ngọc, vợ chính thức của anh Sang. Hóa ra là thế. Không ngờ trông cô cũng có ngày mở mày mở mặt ra đấy nha. Cảm ơn anh. Tất cả những điều đó là nhờ anh và gia đình của anh. Hoa thơm đến đâu ý thì cũng bị ám mùi hôi thối mà thôi. Hoa thơm là phải biết tỏa hương đúng nơi, đúng lúc, đúng chỗ. Và dù trong hoàn cảnh nào thì mùi hương đó cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Không giống như con người, nay thế này, mai thế khác. Bình tĩnh lại đã. Chuyện gì rồi cũng cách giải quyết mà mẹ. Con ơi, nhưng mà tình hình căng thẳng như thế này, con ơi, bây giờ chỉ có còn một cách duy nhất. Một cách duy nhất là con nhận tội thay chồng. Chỉ một lần này thôi. Mẹ cầu xin con, nhưng con lái xe. Mẹ hứa với con, ở nhà mẹ sẽ chăm sóc thằng Mít thật tốt. Thương mẹ, thương thằng Sang, thương thằng Mít, con nhận tội đi. Con ơi, mẹ cầu xin con. Mẹ đứng lên đi ạ. Con ơi, con ơi, mẹ cầu xin con, mẹ cầu xin con. Được rồi ạ, con sẽ nhận tội thay anh Sang. Mẹ cảm ơn con. Trang, anh cảm ơn em. Cảm ơn em vợ yêu của anh. Cả đời này anh nợ em. Mười năm nhận tội thay chồng, hôm nay tôi đã quay trở về. Anh em về rồi, em nhớ anh và con quá.
sao em về không nói trước cho anh? Tại vì em muốn tạo bất ngờ cho cả nhà. Em ở trong đấy cải tạo tốt nên được ra tù sớm hơn dự kiến. Thế giờ em đi đi. Anh đi đâu ạ? Vấn đề là thế này, bây giờ em phải hiểu nhá. Thằng Mít con mình ấy, nó cũng đã được 10 tuổi rồi, nhận thức của nó cũng khác rồi. Thế nên là mong em hiểu cho. Anh nói gì em không hiểu. Chuyện gì thế này? Con chào mẹ. Thôi bây giờ có cả mẹ ở đây thì mình ba mặt một lời luôn nhá. Cô ấy là cô không thể tiếp tục sống ở trong cái gia đình này nữa. Cô đã có một tiền án rồi, nó rất ảnh hưởng đến cái việc làm ăn của tôi. Bây giờ tôi đã là một doanh nhân. Một doanh nhân đấy, cô có hiểu không? Đúng rồi, con ra sớm như thế này là rất mừng. Nhưng mà bây giờ cái chuyện con đi tù ấy mà vỡ lở ra thì việc làm ăn của thằng Sang sẽ gặp bất lợi lớn đấy. Nhưng mà con không phải là một tội nhân mà mẹ. Con chỉ đi tù thay chồng con thôi, thì có gì khuất tất đâu ạ. Mà người gây tai nạn là anh Sang chứ không phải là con. À, vào tù rồi bây giờ dở lý lẽ ra với tôi phải không? Tất cả mọi thứ mà bây giờ mọi người đang có, từ ngôi nhà, cái xe mà anh Sang đang đi, công ty mà anh Sang đang quản lý, thậm chí là trường quốc tế mà thằng Mít đang học, cả đều là do một tay con dựng lên cơ mà. Cả đời cô làm những việc tốt ấy, thế nhưng mà chỉ vì một vết nhơ ấy sẽ không bao giờ rửa sạch được đâu. Tôi làm những cái việc này là vì ai? Vì ai hả? Thôi thôi, cô đừng có già mồm nữa. Cô đi ngay đi, không cháu định tôn của tôi nó về. Không, con phải ở đây, con phải gặp con của con. Cô lấy, có hay nhở? Cô lấy tư cách gì mà đòi gặp con của tôi hả? Cô không xin đáng. Anh, em xin anh, em xin anh cho em ở lại đây đi. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh, ở bên con thôi mà. Cô đi đi, cô đi đi. Đi đi này, 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 tôi nhắc nhá. Đừng bao giờ cô quay về đây nữa. Gia đình tôi không chấp nhận loại con dâu tù tội. Mẹ ơi, con xin mẹ. Anh ơi, em xin anh mà. Em xin anh mà. Anh ơi, anh ơi, em xin anh đấy. Mẹ đã bảo con thay cái ổ khóa đi thì con cứ không nghe cơ. Con làm sao biết được cô ta về sớm như thế đâu ạ. Mày may mà cái thằng Mít hôm nay nó đi học, chứ hôm nay nó ở nhà thì xách việc đấy. Mà con ấy, cũng lo chú ý một chút đi, có khi cô ta sẽ lại còn quay lại đây đấy. Con biết rồi, nếu như mà cô ta có về đây ấy thì sẽ biết tay con. Xuân để gánh tội thay cho một người không ra gì. Tôi đúng là ngốc mà. Đúng, làm sao mà mình phải khóc chứ. Đấy không phải là lỗi của mình. Mình phải làm lại, làm lại tất cả mọi thứ. Cũng mạnh miệng gớm nha. Nhưng mà cái loại cô ấy không bao giờ thoát khỏi cái mác tù nhân đâu. Nhớ chưa? Tôi là chính tôi, chứ không phải là ai khác. Anh và gia đình anh cứ chờ để trả giá đi. Tôi bận rồi, không rảnh để mà nói chuyện với mấy người. Điên. Chuyện gì à? Mất hết rồi mẹ ạ. Mất gì như thế nào? Công trình bị rút lõi, sập chết mấy người, ngọc cuộn hết tiền, bỏ đi rồi mẹ ạ. Ôi, sao cái số con tôi nó lại khổ thế này hả trời ơi? Còn con giao bán nhà với cả xe rồi ạ. Bán nhà? Bán nhà thì chúng ta ở đâu?
Lại còn thằng Mít nữa chứ. Trời ơi, con ơi là con ơi. Cô đến đây làm gì? Chào bà. Cô còn định đến đây để chế nhạo tôi nữa à? Hôm nay tôi đến đây không phải là để chế nhạo hai người. Thì mục đích của cô đến đây làm gì? Tôi đến đây để thông báo cho hai người biết rằng hãy mau chóng thu dọn đồ đạc và hành lý để trả lại ngôi nhà này cho tôi. Cô chính là... Đúng vậy. Tôi chính là người đã mua lại căn nhà này. Con ơi. Con ơi. Dù sao thì cũng là tình nghĩa vợ chồng. Tình nghĩa vợ chồng sao? Bà nói hai từ đấy với tôi mà không thấy xấu hổ à? Năm xưa tôi đã nhận tội thay cho con của bà. Nhưng mà đến khi tôi ra tù trở về nhà thì chính hai người đã đuổi tôi đi. Bây giờ bà còn nói là từ đấy mà không thấy ngượng mồm à? Chàng ơi, anh sai rồi. Em cho anh xin em đấy. Xin vợ yêu của anh. Cả đời này anh mắc nợ em rất nhiều. Câu này nghe quen thật đấy. Năm xưa lúc anh nhờ tôi nhận tội thay, anh cũng nói một câu như thế. Nhưng rồi kết quả sao? Anh vẫn ruồng bỏ tôi. Con, mẹ xin con, chàng ơi. Tôi không phải là con của bà. Tiện đây, tôi cũng thông báo cho hai người biết luôn. Căn nhà này, nó vốn dĩ là của tôi. Thì bây giờ nó cũng đã quay trở lại là của tôi. Hai người mau chóng thu dọn đồ đạc và đi ra khỏi nhà tôi trong ngày hôm nay đi. Còn anh, luật sư của tôi cũng đã thu thập đủ bằng chứng để có thể kết tội anh rồi. Rồi anh cũng sẽ phải trả giá thôi. Chàng ơi, chàng, anh sai rồi. Em thả lỗi cho anh đi, đừng bắt anh phải đi tù. Dù gì thì anh với em cũng từng là vợ chồng mà. Anh không xứng. Anh không xứng đáng để nhắc đến hai từ vợ chồng với tôi. Với một kẻ bội bạc như anh thì sẽ phải nhận một cái giá đắt nhất. Hai người mau chóng thu dọn đồ đạc ra khỏi nhà tôi trong ngày hôm nay đi. Đừng để tôi quay trở lại còn thấy hai người trong căn nhà này nữa. Kiếm chàng. Chiều nào, ai mua vé số nào? Ai vé số đây? Bác ơi! Cậu... Bán nó từ vé số cơ mà. Cậu mua vé số à đấy? Cậu mua cho tôi đi. Nhiều số đẹp lắm cậu ạ. Công nhận đấy, nhiều số đẹp thật bác ạ. Hôm trước cháu vừa dùng giải đặc biệt xong ấy. Mua vé số của tôi may lắm cậu ạ. Thế bác còn cái tờ nào không đưa cháu xem, còn số nào đẹp nữa mà. Còn nhiều lắm đây. Đây, cậu xem. Xem số nào cậu chọn đi nào. Ôi, bác ơi, ai hỏi mua vé số kìa? Đi thay người, bác đừng khóc nữa. Cháu ơi, nhưng bây giờ bác lấy đâu ra tiền để bác đền cho đại lý? Sao mà số bác lại khổ thế này? Bác chẳng muốn sống nữa đâu cháu. Bác ơi, bác cứ bình tĩnh nào, bác đừng khóc nữa. Hay là để cháu giúp bác trả tiền bán vé số nhá. Bác
ơi, cháu có một chút tiền ở đây, bác cầm lấy đi ạ, bác đừng ngại. Cảm ơn cháu, nhưng mà cháu lấy tiền đâu ra mà giúp bác thế này? Cháu là chủ của tiệm bún ở bên kia đường ấy ạ. Cháu cũng đã gặp bác đi bán vé số nhiều lần rồi. Bác cứ cầm đi cho cháu vui ạ. Mà bác đi bán vé số thế này thì có đủ sống không ạ? Cũng tạm đủ sống cháu ạ. Bác không có tiền đặt cọc, nhưng mà đại lý người ta thương tình, người ta cho bác nợ. Bác đi bán cả ngày rồi, bác sẽ trả cho người ta tiền sau. Hay là bác về tiệm của cháu làm đi ạ. Ở tiệm của cháu có bao ăn uống và còn có cả chỗ ở nữa. Hơn nữa công việc cũng không vất vả gì nhiều. Nếu như mà bác không muốn thì không sao đâu ạ, cháu không ép đâu ạ. Cháu nói sao? Cháu cho bác về làm chỗ cháu à? Cháu ơi, trước đây bác cũng đã đi tìm việc nhiều nơi rồi, nhưng mà người ta chê bác già, chân tay yếu nên người ta không nhận. Người ta chỉ nhận thanh niên, trẻ chân tay nó khỏe mạnh hơn. Cháu ơi, cháu đi tìm người khác đi, bác không làm được đâu cháu ạ. Dạ không sao đâu ạ, cháu thấy bác vẫn còn khỏe mạnh mà. Hơn nữa công việc ở tiệm của cháu cũng không có gì vất vả. Bác làm ở chỗ cháu, có gì bác cứ nói với cháu ạ. Cháu thấy bác về làm chỗ cháu đỡ vất vả hơn là đi bán vé số thế này. Bác cảm ơn cháu nhé, cảm ơn cháu nhiều lắm. Tiệm của cháu bên kia, để cháu đỡ bác qua đấy. Cho bún nhiều thịt nhá. Dạ vâng, anh ta bàn cậu đợi chút ạ. Bác Nam ơi, bác bê rộng cháu ơi. Mời cậu ạ. Cho tôi ít ớt và ít quất nha. Ơ, là cậu? Là cậu phải không? Cái bà này, bà phát bệnh à? Già cả đi lẫn rồi à? Tôi bắt được cậu đấy rồi. Cậu chính là người hôm đó cướp vé số của tôi. Cậu giả tiền tôi. Đồ ăn cướp này. Cái bà này, bà nói cái gì tôi chả biết gì cả. Vé số nào đây? Bà nói linh tinh cái gì đấy? Bà có tin là tôi đánh bà một trận không? Không, tôi nhớ rõ mặt cậu mà. Hôm đấy cậu còn xô ngã tôi nữa. Cậu cướp vé số của tôi, cậu trả lại tiền cho tôi đi. Cậu cái đồ ăn cướp này, trả lại tiền tôi. Này, bà bị ngứa mồm à? Hả? Bà có tin là tôi đánh bà một trận thì tôi vu khống không? Không. Để bà xem là bà có còn dám nói bậy không? Cái anh này, anh làm cái gì đấy? Sao anh định đánh người ra? Cô đây rồi, đấy. Cô xem thử xem, cô tuyển cái loại gì vào quán đấy hả? Bà ta vừa già cả vừa lầm cầm như này, lại còn vu khống tôi vì tội ăn cắp đấy, cô biết không? Mà cô nhìn tôi đi, đàng hoàng lịch sự như này, tự nhiên vào đây thì biến thành thằng ăn cắp. Không, chính cậu ta, bác hiểu rõ lắm, chính cậu ta đã cướp vé số của bác. Này, chính cậu ta, bà đừng có mà nói láo nhá. Tôi hết cả cái quán để cho cô xem này. Anh làm cái gì đấy? Anh có tin là tôi báo công an không? Báo á? À, sao? Báo đây. Tao đây mà. Bảo kê của cả cái khu vực này nhá. Mày biết chưa? Mày có tin tao đập nát cái quán mày ra đây không? Thôi, tôi xin anh. Tôi xin lỗi. Chúng tôi biết sai rồi. Tôi xin anh đừng phá quán của tôi để cho tôi còn làm ăn nữa. Được rồi. Nể tình cô em xin ấy, thì anh đây cũng tha cho. Nhưng mà cô em phải đền bù cho anh chút danh dự đi chứ nhỉ. 2 triệu, không nói nhiều. Đưa đây, không thì tôi đập nát cái quán này. Chạy đi, nhanh lên, nhanh. Cháu ơi, nhanh lên. Thiếu 500. Đưa đây. Dạ anh ơi, tôi xin anh, từ sáng đến giờ tôi chưa bán được cái gì cả. Tôi xin anh tha cho chúng tôi lần này đi ạ. Thôi rồi,
anh lại nể tình cô em, thế nên là anh lại tha cho cô em lần nữa nhá. Đấy, cô em xem, cứ biết điều như thế thì có phải là anh thương không? Đó. Còn bà mà lần sau ấy mà còn nhận nhầm người nữa ấy, cẩn thận ấy, người ta đánh cho toàn vỡ mồm. Bà vẫn ăn mất cả ngọn. Có chuyện muốn nói à? Dạ vâng ạ, bác nói đi. Nhưng mà túi gì đây ạ? Bác định đi đâu ạ? Bác muốn xin cháu cho bác đi. Thời gian qua bác đã làm phiền cháu quá nhiều rồi. Bây giờ bác không muốn liên lụy đến cháu nữa. Bác đang nói gì vậy ạ? Cháu không hiểu. Hay là bác vẫn còn ngại chuyện hôm qua ạ? Cháu biết là ngày hôm qua bác nói đúng. Nhưng mà tên đấy là giang hồ, quen biết rộng lắm. Cháu cũng không dám đụng chạm đến hắn. Bác đã phải chịu thiệt thòi rồi. Nhưng mà bác đừng suy nghĩ nhiều nữa. Cháu cũng không có người thân. Cháu coi bác như là gia đình của cháu. Bác cứ ở lại đây với cháu, rồi hai bác cháu mình nuôi nhau. Bác cảm ơn cháu. Bác xin lỗi, khi cháu đọc được lá thư này thì bác đã đi xa. Bác đã làm phiền cháu quá nhiều rồi. Bác không muốn làm gánh nặng cho cháu nữa. Cháu là người tốt, cháu xứng đáng với những điều tốt đẹp. Khi nào bác có điều kiện, bác sẽ quay lại để trả ơn và thăm cháu. Bác An. Đá ghế. Sao? Tao không chỉ muốn đá ghế nhá, tao còn muốn phá nát cái quán này. Tên bảo kê đâu? Đưa đây. Anh đừng có ức hiếp người quá đáng như vậy. Từ giờ tôi sẽ không nộp tiền bảo kê cho anh nữa đâu. Mày. Anh làm cái gì đấy? Mày đừng có mà láo nhá. Cái quán này mà nếu như hôm nay không đóng tiền bảo kê ấy, tao sẽ phá nát cái quán này. Để xem ấy, chúng mày có còn làm ăn được nữa không? Tôi không đóng đâu. Anh không sợ pháp luật à? Ở cái khu này mà, anh đây chính là pháp luật, cô em hiểu không? Sao? Cô em hét lên đi. Thế là báo công an đi. Tao đây đếch sợ nhá. Nếu như ngày hôm nay ấy, cái quán này mà không nộp tiền bảo kê ấy, tao sẽ phá nát cho chúng mày xem. Anh đi đi. Từ giờ tôi không nộp tiền cho anh nữa đâu. Được rồi. Nếu như mà cô em không chịu đóng tiền ấy thì... anh Dũng ơi! Anh đừng có! Mày, bây giờ mày có còn thích không? Anh thôi đi! Anh đâu? Anh... Mày là cái thằng nào mà dám xe vào chỗ của tao hả? Anh tự tung tự tác vừa thôi. Đàn ông sinh ra là để bảo vệ phụ nữ, chứ không phải là để bắt nạt phụ nữ đâu. Ôi, tao sẽ bảo đàn em tao đến đây phá nát cái quán này. Cho mày biết mày. Ok, tùy anh. Tôi sẽ cử người đến để bảo vệ quán của cô Trang. Mày, mày là thằng nào mà dám đến đây giành địa bàn với tao? Hả?
Tôi là công an khu vực. Nếu anh còn làm điều gì trái pháp luật thì tôi sẽ có mặt ở đây. Tôi yêu cầu anh không phải đến quán của cô Trang để làm phiền nữa. Nếu không thì đừng có trách tôi. Mày mà là công an khu vực á? Công an khu vực thì quan tâm làm gì đến cái quán nhỏ tí này? Mà nó nợ tiền tao, tao đến đây đòi, làm gì mà căng? Nợ hay là đòi tiền bảo kê? Tôi yêu cầu anh không phải đến quán cô Trang nữa. Nếu anh còn đến phá quán cô ấy thì nơi anh đến là đồn công an chứ không phải ở đây đâu. Đứng lại! Anh đi về đây. Tôi yêu cầu anh hãy xin lỗi cô Trang và bồi thường thiệt hại. Đồng thời là phải hứa không bao giờ đến làm phiền cô Trang nữa. Nếu không thì tôi sẽ xử lý theo pháp luật. Cô Trang, phải đền bù bao nhiêu? Anh ta đập 3 cái bát và 2 cái đĩa, hết 140 ngàn. Đền thì đền, không đến thì không đến, gì mà cặp. Tiền của cô đây. Cảm ơn anh. Nếu như hôm nay không nhờ có anh thì chắc hắn sẽ phá sạch quán của tôi mất. Hay là tôi gửi tiền cảm ơn anh nhé. Thôi, không cần đâu. Chuyện hôm nay không có gì đâu. Thật ra tôi đến đây là để trả ơn cô. Trả ơn? Nhưng tôi nhớ tôi và anh không quen nhau mà. Cô có nhớ bà An từng làm việc ở đây 10 năm trước không? Có, tôi có nhớ bác ấy. Anh và bác ấy là gì của nhau? Bà ấy là mẹ của tôi. Bà đã lên thành phố với tôi, nhưng từ khi lên thành phố đã bị mất liên lạc rồi. Bà còn không biết sử dụng công nghệ nữa nên tôi không thể tìm bà ấy được. Sau khi mẹ tôi rời khỏi quán của cô, tôi đã tìm được bà ấy. Nhưng chúng tôi muốn đến để cảm ơn cô, nhưng tôi đã bị điều đi công tác ở chỗ khác, không thể đến thăm cô được. Bây giờ tôi mới có thể đến để gặp cô. Hóa ra là vậy. Thế bây giờ bác An có khỏe không? Mẹ tôi hiện tại vẫn đang nằm viện, không thể đến thăm cô được. Nhưng bà lúc nào cũng phải nhắc nhở tôi biết ơn cô và phải đến cảm ơn cô. Có gì đâu. Nếu là ai ở trong trường hợp của tôi cũng sẽ đều giúp đỡ bác ấy thôi. Lòng tốt của con người nó kỳ diệu như vậy đấy. Nhưng không phải ai cũng dám tin tưởng và giúp đỡ người khác như cô. Tuy cô là một cô gái nhỏ bé nhưng lại có tấm lòng lớn lao. Tôi cảm ơn cô. Tôi sẽ đến thăm cô thường xuyên hơn. Và ủng hộ tôi nữa chứ? Đương nhiên, chắc chắn là tôi sẽ đến ủng hộ cô rồi. Ngọc ơi, em đừng bỏ con và anh mà. Ngọc ơi, Ngọc. Anh đi về đi, anh đừng đi theo tôi nữa. Tôi đã dứt khoát đi rồi, tôi không muốn ở cái nhà nghèo khổ này nữa đâu. Tôi chịu được từ ngày hôm nay là quá sức tôi lắm rồi. Nếu em không thương anh thì em phải thương con mình chứ. Nó còn chưa được đầy 3 tháng cơ mà em. Cũng chỉ vì con mà tôi phải chịu được tới ngày hôm nay. Tôi tưởng cưới anh là tôi được nhờ. Vậy mà anh xem, có ngày nào tôi được sung sướng không hả? Đã thế, anh còn bị tai nạn tàn tật chân tay. Chẳng lẽ tôi phải nuôi suốt đời ư? Chẳng lẽ em lại để con mình nó khát sữa sao hả em? Không, tôi không thể đem theo con được. Anh đem con về đi. Ngọc, anh xin em đấy. Sao? Nghỉ đi con, nghỉ đi. Ngọc, Ngọc ơi, Ngọc. Nhìn đi con. Nhìn đi. Bố yêu. Nhìn này. Ai? À xin à? Hả? Dù nào. Mấy cái bọn này mà chỉ có lợi dụng chị con ra ngoài xong rồi lừa người khác thôi. Này,
Mày trẻ khỏe cái này mà không đi làm ăn đi. Ra đây mày ăn xin ai cho? Cái thằng này làm món chưa? Này mấy cái anh kia, nhìn người ta đã thế này rồi, anh không thương không cho thì thôi, lại còn hành hạ người ta nữa. Anh không thấy đứa bé nó khóc thét lên thế à? Thôi đấy, cô thích tin thì cô đi mà tin nha, thế còn lâu mới lừa được bọn này. Đến lúc cô bị lừa ấy đừng không mà kêu. Đi làm đi, mang đi. Trời ạ, mẹ của đứa nhỏ đâu? Anh không cho cháu ăn gì à? Sao mà để nó khóc thét lên như vậy, khản hết cả tiếng rồi. Anh đưa cháu đây, tôi cho cháu ăn. Tôi cũng có con cỡ bằng thế này. Trời ơi, thương em quá. Mày nhỏ xíu thế này mà đã phải xa mẹ rồi. Ngoan nhá, bây giờ cô cho em ăn nhá. Ngoan nào, ngoan nào. Ngoan nha. Ngoan. Nhìn mặt em yêu thế này cơ mà. Bé no rồi, anh bế lấy cháu đi. Cảm ơn cô. Mấy ngày hôm nay tôi có xin được ít sữa tươi cho cháu thôi. Chắc nó nhớ sữa mẹ quá nên nó khóc la cả tiếng. Bây giờ tôi có việc phải đi trước, anh cứ ở lại đây, chiều tôi ghé qua đưa cho cháu ít đồ. Thôi không cần đâu, cô cho con tôi ăn là tôi vui lắm rồi. Cảm ơn cô. Cô cứ đi đi ạ. Cảm ơn cô. Chào anh. Mẹ bố yêu. Anh ơi. Đi. Đi đi. Không có xin xỏ gì hết đâu. Không phải đâu anh ơi. Tôi thấy ở quán có đề tuyệt phục vụ đúng không ạ? Thế mày làm hay ai làm? Vâng ạ, em làm ạ. Em có thể bưng bê, có thể rửa bát, rửa đũa, có thể làm tất cả mọi thứ ạ. Mày làm trong cái bộ dạng què quặt, xong rồi suốt ngày ôm khư khư cái đứa bé sơ sinh này á? Anh yên tâm đi, việc gì tôi cũng làm được. Còn cháu này thì cứ để nó nằm, nó ngoan lắm ạ. Thôi, tao đây không có bị điên nhá. Đây là cái chỗ làm ăn, chứ không phải là cái trại tị nạn cho lũ ăn xin chúng mày đâu. Biết đi cho khác ý, biết đi cho tao còn bán hàng. Và vẫn anh ơi. Gì nữa? Mày vẫn chưa đi à? Tôi đói quá, tôi nhịn mấy ngày hôm nay rồi ạ. Mày đói thì kệ cha mày chứ, liên quan gì đến tao? Anh ơi. Cái gì? Anh có thể cho tôi xin bát bún thừa được không ạ? Này, nếu mà bát bún này có thừa ấy, tao cũng để dành cho lợn, cho gà, cho chó, cho mèo ăn, chứ không phải là cho cái lũ ăn xin như chúng mày đâu. Thanh niên trai tráng mà không chịu đi làm gì cả, suốt ngày chỉ biết là đi ăn xin. Biết ngay, mày cứ đứng đây ấy, thì ai dám vào ăn cửa hàng nhà tao nữa? Biết. Và vẫn. Chắc là đói quá rồi, anh chờ tôi một chút nhá.
Anh ăn đi, cho đỡ đói. Đưa con tôi bế cho. Ngồi tôi với tôi quá. Cảm ơn cô. Lúc tôi quay lại thì không thấy anh đâu nữa. Tôi đi lòng vòng kiếm việc của Nguyễn Linh. Đúng rồi đấy. Anh cũng nên đi kiếm việc để còn nuôi đứa bé nữa. Mà tại sao anh lại lâm vào tình cảnh này? Tôi thấy anh cũng sáng sủa cơ mà. Tôi lấy vợ được một thời gian thì tôi bị tai nạn. Hoàn cảnh khó khăn quá, tôi không thể đi lại được, không thể làm được việc gì, nên cô ấy đã bỏ tôi. Khổ thân. Tại sao lại có người mẹ nỡ lòng bỏ đứa con đỏ hỏn như thế này cơ chứ? Con tôi nó đói, nó khổ, nó khác xưa mẹ. Tôi thương con tôi quá nên tôi đã bế con để đi tìm mẹ 2 tuần nay rồi, nhưng vẫn không tìm được. Tôi nghĩ người như vậy anh đừng tìm nữa. Bây giờ cô kiếm một công việc để có nuôi đứa trẻ. Bây giờ anh cứ lang thang khắp nơi, trời thì lạnh thế này, khổ thân con lắm. Đúng, tôi cũng nghĩ vậy. Để tôi xem có giúp được gì cho anh không. Ôi dồi ôi, đây rồi. Này, cô đừng bảo với tôi là cô giúp đỡ cái thằng ăn mày này nhá. Cô tưởng nhà mình giàu có lắm hay sao mà suốt ngày mang đồ ở nhà ra đi làm từ thiện thế hả? Ơ kìa, anh, em chỉ... Này, trốn việc đi đâu cả ngày, bây giờ mới về hả? Cô còn thích mang đồ nhà ra làm từ thiện nữa hả? Vào nhà ngay, vào nhà làm việc. Em... Cô còn thích đứng đây làm từ thiện nữa ấy. Tôi cho cút ra khỏi nhà tôi luôn đấy. Thôi, để tôi đi. Vớ vẩn. Tôi cảm ơn cô. Anh gì ơi? Anh gì ơi, anh dừng lại đã. Ơ, cô... Chồng tôi, anh ấy khó tính. Anh đừng để ý nhá. Anh cầm lấy đi. Tôi không giúp được nhiều. Thôi, tôi không dám nhận đâu. Nhỡ chồng cô mà biết thì phiền chết. Anh cứ cầm lấy. Đây là tiền tiết kiệm của tôi. Anh cầm lấy số tiền này mua sữa cho cháu. Còn bao nhiêu thì mua vé số hoặc giữ làm vốn làm ăn. Giúp được anh bao nhiêu hay bấy nhiêu, chứ tôi cũng không có nhiều. Thôi, tôi về đây. Không chồng tôi lại nghi ngờ. Cảm ơn cô. Anh ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi. Ngồi ở ngoài này cho nó thoáng, chứ cứ nằm trong phòng mãi, người càng mệt hơn. Có phải quán bún nhà sang trang không nhở? Dạ vâng ạ. Chị là... Đúng, là tôi đây. Tôi được anh Tiến ủy quyền sang đây để lấy lại cái quán này. Vì đã 2 tháng nay hai người không đóng tiền thuê mặt bằng rồi. Chị ơi, chị cho vợ chồng tôi khất thêm vài bữa. Chứ mấy nay anh nhà tôi ốm quá, bao nhiêu tiền kiếm được đều chữa bệnh hết rồi ạ. Tôi xin chị đừng dỉnh vợ chồng tôi. Ơ hay, anh Tiến anh là chủ cho thuê, chứ không phải cái trung tâm hỗ trợ hay là từ thiện gì đâu mà xin xỏ hả? Chúng tôi phải làm ăn chứ. Nội trong ngày hôm nay, hai người phải dọn dẹp hết cái đống đồ đạc này ra ngoài. Không mà tôi hô một tiếng là có một đám đến đập hết đống đồ đấy nhá. Chị ơi, tôi xin chị thư thư cho vợ chồng tôi. Chứ bây giờ chị làm như thế là triệt đường sống của vợ chồng tôi rồi ạ. Thôi, xin xỏ cái gì? Thích xin ý, thì phải xin bố mẹ mày. Là bây giờ có dọn hay không? Dạ vâng ạ, tôi dọn. Đấy, sống phải biết điều như thế chứ. Dọn đi.
Người phải đi khỏi đây là cô mới đúng đấy Ngọc ạ. Anh... sao anh lại... Sao? Cô ngạc nhiên à? Cô ngạc nhiên vì thằng chồng què quặt của cô với đứa con đỏ hòn ngày xưa bị bỏ rơi, bây giờ lại thế này à? Đúng. Tôi xin giới thiệu với cô, tôi là chủ đầu tư của bất động sản Thuận Tú. Tôi đã mua hợp pháp tất cả số đất ở đây rồi. Cô và thằng bồ già của cô chẳng có gì hợp pháp ở đất này cả. Tôi nói cho cô biết này, cô đừng có lợi dụng mà bắt nạt dân thường mà đi. Anh nói cái gì cơ? Anh là chủ đầu tư á? Chẳng phải anh Tiến bảo với tôi là sẽ cho tôi làm chủ cái này cơ mà. Nhưng mà làm sao bây giờ anh lại giàu có như thế này được? Tất cả là nhờ ơn cô đây. Khi tôi khó khăn nhất, cô ấy đã cho tôi 1,5 triệu. Tôi mua cho con tôi 2 hộp sữa. Sau đó ủng hộ người nghèo 10 tờ vé số. Số tiền còn lại tôi định khởi nghiệp. Không ngờ trời thương tôi, ông ấy cho tôi trúng một số tiền rất lớn. Sau đó tôi chữa được khỏi chân, tôi đã thành công với bất động sản. Tôi đã ngầm mua cả khu đất ở đây để tặng cho hai anh chị ấy. Anh ơi, chúng tôi không dám nhận đâu ạ. Chỉ cần anh cho vợ chồng tôi vẫn tiếp tục bán hàng ở đây để kiếm tiền nuôi con và chữa bệnh là được rồi ạ. Chị này, lúc tôi khó khăn nhất thì chị đã giúp đỡ tôi. Thì số đất này có là gì đâu. Chị yên tâm đi, tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho anh ấy. Thật không thể ngờ rằng cái người ăn xin mà năm ấy tôi đuổi đánh bây giờ lại trở thành ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi cảm ơn anh, tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Không có gì đâu, hai anh chị cứ nhận đi cho tôi vui. Anh bị điên à? Sao tự dưng lại mang hết tiền của nhà đi cho người ngoài làm cái gì? Ai là người nhà của cô? Với tôi ấy, cô đã không tồn tại từ lâu rồi. Anh Hoàng, em xin lỗi. Chỉ là ngày xưa, một phút em dại dột, anh tha lỗi cho em nhé. Cô ấy, bản chất của cô là tham phú phụ bẩn. Nên dù sau này tôi có nghèo hay tôi giàu, thì cô cũng sẽ bỏ tôi đi. Cô không xứng đáng làm vợ tôi, làm mẹ của con tôi đâu. Mời cô đi khỏi khu đất này. Đi. Vợ chồng tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Vợ chồng tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Tiền. Dạ, của anh hết 40.000 ạ. Anh ơi, chỗ này của em chỉ có 9.000 tiền lẻ, anh cầm tạm giúp em ạ. Để em xuống dưới quầy lấy thêm trả cho anh ạ. Thôi rồi, cô gầm hết đống tiền lẻ đi. Dạ thôi ạ. Em là nhân viên phục vụ nhưng mà em cũng có những nguyên tắc của em. Alo. Cô là... Anh đi thẳng vào trong quán đi, tôi ngồi ở bàn đầu tiên ở ngoài. Cô là Thư à? Đúng vậy, chắc anh là Hoàng. Tôi không nghĩ hôm nay tôi đi xem mắt lại là một cô nhân viên phục vụ đấy. Nhân viên phục vụ thì làm sao? Phục vụ cũng là một nghề đàng hoàng. Nếu như không có những người phục vụ như chúng tôi thì lấy đâu ra người để phục vụ các anh? Cô nói không sai. Tôi không có ý định chê nghề nghiệp của cô. Ngược lại, tôi còn rất thích. Tuy nhà cô có điều kiện nhưng cô không ỉ lại. Cô đi làm để tự lập. Tôi nghĩ chúng ta rất hợp đấy. Nhưng mà tôi thì lại không thích anh. Để tránh mất thời gian, tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Tại thời điểm hiện tại,
tôi không thích yêu đương hay là hẹn hò gì cả. Thế nên anh chỉ cần về và nói với mẹ của anh là chúng ta không hợp nhau, ok? Tôi có điểm gì khiến cô không hài lòng à? Anh rất đẹp trai, nhà giàu. Nhưng mà hai thứ đấy tôi đều có cả. Vì vậy nên chúng ta nên chấm dứt buổi xem mắt ở đây. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Chào em. Sao anh lại tới đây? Quán cà phê. Không vào đây uống cà phê thì làm gì? Cô em nghĩ anh đến gặp cô em à? Anh uống gì ạ? Quán mình thì có gì ngon nhỉ? Anh quán cà phê thì tất nhiên cà phê là ngon nhất rồi. Nhưng mà anh chưa ăn sáng, uống cà phê thì sợ hơi cồn ruột. Em có biết món nào mà nó ngọt ngào như nụ cười của em không? Con kia, mày làm ăn như thế mày làm được đấy à? Hả? Tao mất bao nhiêu công, bao nhiêu tiền để thuê mày. Thế mà mày nhìn xem mày làm như thế nào? Ở đây không tiện nói chuyện, mời chị ra ngoài ạ. Tao không có đi đâu hết. Ngay từ đầu tao thuê mày, tao đã nói là mày đi xem mắt hộ tao. Mày phải làm thế nào bằng mọi giá để thằng này nó không thích tao. Thế mà mày xem, mày làm cái gì? Hả? Mày làm nó thích tao, làm nó nói với mẹ tao là cả hai rất hợp nhau, rất thích nhau. Rồi để cả hai nhà được làm quen, được tiến tới. Mày xem, mày làm như thế mà chịu được à? Tại sao mày câm như thế nhỉ? Này, mày có biết tao ghét nhất là thằng nào xấu trai không hả? Nhỡ nó là cái thằng sứt môi lồi rốn, tao phải làm thế nào hả? Chị Thư, em xin lỗi. Em đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà anh ta gây khó dễ thì em không biết làm như thế nào cả. Cái thằng đấy là thằng nào? Hả? Mà nói đi. Thằng đấy là tôi đây. Em xin lỗi. Anh ta chính là người mà chị đã thuê em tới để xem mắt thay chị ạ. Ôi, anh này đẹp trai thế. Đúng gu mình thích. Không ngờ lần này nhá, mẹ giới thiệu đúng gu của mình. Đẹp trai thế. Thế hóa ra cô là Thư à? Vâng ạ. Thế cô ta là ai? Nó là con phục vụ ấy mà. Thuê cái gì thì làm cái đấy. Chỉ cần có tiền thôi ấy mà. Hôm đó em bận thì em thuê nó để gặp anh. Nhưng mà hôm nay em rảnh rồi anh ạ. Mình đi đâu nói chuyện nhá. Thế các người nghĩ tôi là trò đùa cho các người đấy à? Tôi xin lỗi. Cô đi đâu ấy? Đứng lại. Cô gây ra một mớ hỗn độn rồi cô định đi đâu? À, đây là chuyện riêng của hai người, không liên quan gì đến tôi cả. Đúng rồi anh ạ, nó chỉ là con phục vụ thôi mà. Kệ nó đi, hả? Cô im đi. Cô mới là người phải đi khỏi đây ấy. Tôi không bao giờ chấp nhận một người như cô. Người tôi muốn hẹn hò là cô ấy cơ. Anh em phải thức lũ rồi đấy à? Cái con này nó chỉ là con phục vụ nghèo hèn thôi. Tôi thuê nó chỉ để xem mắt anh thôi mà. Nhưng cô ấy tốt gấp 100.000 lần cô. Nó á? Tốt hơn tôi á? Cái con phục vụ này không bao giờ tốt hơn tôi cả. Hai người thôi đi. Hai người xúc phạm tôi đã đủ chưa? Tôi làm phục vụ thì sao? Tôi làm bằng mồ hôi công sức của mình, chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Mày á, mày sinh ra đã là phận nghèo hèn rồi thì mày vĩnh viễn nghèo hèn như vậy thôi. Thật là đáng khinh mà. Đây là chỗ làm việc của tôi. Hai người muốn cãi nhau thì mời ra ngoài cho. Thôi, mình đi thôi anh. Nói chuyện với cái hạng nghèo hèn này thì đúng là hạ cấp của mình đi đấy. Cô thích đi đâu đi đi. Nhưng đừng kéo tôi xuống thấp kém như cô. Anh khinh thường tôi có đúng không? Được rồi. Nếu đã như thế nhá, tôi cứ ở đây, tôi phá nát công việc của nó để xem anh có dám khinh thường tôi hay không? Hả? Tao cấm mày từ nay trở đi cấm được ve vãn lời anh hoàng nữa. Đừng có mà tưởng mình là lọ lem để rồi mơ được cưới hoàng tử. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là lọ lem và tôi cũng không bao giờ thích một người như anh ta. Tôi và cô xong việc rồi. Tôi mong là từ giờ hai người đừng có đến đây làm phiền tôi nữa. Được thế thì tốt. Tao cảnh cáo mày lần cuối cùng. Nếu mà tao thấy mày lại gần anh hoàng nữa thì đừng có trách tao á.
mình phải nắm bắt cơ hội này. Nếu như mình được làm việc ở trong tập đoàn thì mình sẽ có một tương lai rộng mở. Mình sẽ có khả năng để lo cho bố mẹ và các em của mình ở quê. Lại gặp em nữa rồi. Sao lại là anh? Anh không ngờ chúng ta lại có duyên thật đấy. Sau hôm đó, anh ra quán cà phê để tìm em, nhưng mới biết em nghỉ việc. Sau đó, anh đã đi tìm em ở nhiều nơi. Hôm nay, anh không ngờ em lại đến gặp anh đấy. Em là người dễ từ bỏ như vậy sao? Em định từ bỏ ước mơ, sự nghiệp chỉ vì tôi à? Hay em muốn tiếp tục làm nhân viên phục vụ để chôn vùi tương lai của em? Tốt nghiệp loại giỏi, chuyên ngành của em nếu không trau dồi thì làm sao mà phát triển được. Của anh đây. Lần sau anh đi xem mắt thì nhớ chuẩn bị đồ cho kỹ. Tuy tôi là trợ lý của anh thật, nhưng mà không phải lúc nào tôi cũng rảnh để mang đồ đến cho anh đâu. Em ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn nói. Anh có chuyện gì muốn nói thì anh nói nhanh đi. Hết giờ làm việc rồi để tôi còn về. Nếu không là tôi tính vào việc làm thêm giờ đấy. Em mở hộp quà ra đi. Đây là quà dành cho người anh đi xem mắt. Tôi mở ra làm gì? Em là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà anh đi xem mắt. Em đồng ý làm vợ anh nhá. Ngay từ lần đầu đi xem mắt, anh biết đây chính là cô gái mà anh tìm kiếm bao lâu nay. Nhưng em chỉ là một nhân viên bình thường. Tình yêu không phân biệt địa vị, gia thế hay giàu nghèo. Tình yêu vốn là muốn ở bên một người, muốn chở che cho người đó. Em chính là người mà anh tìm kiếm, và mãi mãi sau này anh sẽ ở bên em. Tay em run hết cả lên rồi đây này. Tại anh khiến sọc quá đấy. Ghế cái bàn này đi cho tôi gái. Ô con này, mày bị điếc đấy à hả? Tưởng ai, hóa ra vẫn là cái con phục vụ nghèo hèn này đây này. Chị nói chuyện cho cẩn thận, đừng có mở miệng ra là xúc phạm người khác như thế. Sao? Tao nói có gì sai à? 3 năm liền mày vẫn chỉ là con phục vụ nghèo hèn thôi, mà phục vụ ấy lại dám bật khách như thế à? Mày có tin tao chỉ cần nói một câu thôi là mày bị đuổi việc ngay không hả? Chắc mày không biết, ở đây người yêu tao là chủ đấy. Thế thì sao? Dựa hơi người khác cũng không làm được chị cao quý hơn đâu. Cái con này! Cô làm gì thế hả? Cô dám đánh người đấy à? Tôi dạy dỗ con phục vụ này thì liên quan gì đến anh ha? Cô ấy không phải người làm, cô ấy là vợ tôi. À, tôi nhớ ra anh rồi. Ngày xưa chẳng phải anh bỏ tôi để theo con này hay sao? Bây giờ hóa ra chỉ cưới một con phục vụ thôi. Đáng đời, cái loại nghèo hèn thì vĩnh viễn nghèo hèn thôi. Phục vụ thì sao? Phục vụ thì chết à? Thôi anh ạ, mình không cần phải phí lời với những người như cô ta. Ôi trời, tôi có nghe nhầm không vậy? Phục vụ mà lại dám mở miệng ra nói khách như thế đấy à? Được rồi,
tôi sẽ cho cô một bài học. Anh Sang ơi, có chuyện gì đấy? Anh đuổi ngay con phục vụ này cho em. Nó dám hỗn láo với em từ nãy giờ. Em ăn nói linh tinh cái gì đấy? Phục vụ nào ở đây? Con này chứ con nào nữa. Cả cái thằng ôn con này nữa. Chúng nó dám ở đây nói em từ nãy giờ luôn. Ừ, em thôi đi. Không được ăn nói với cả khách hàng như vậy đâu. Khách hàng á? Khách thì cũng có 5-7 loại khách. Cái loại khách nghèo mọn như thế này ý, thì không nói tiếp. Chật đất. Im đi. Để anh nói cho em biết nhá. Đây là anh Hoàng với cả chị Trang. Hai anh chị này là cổ đông chính đầu tư vào để anh mở cái quán cà phê này đây. Anh bị mơ ngủ đấy à? Cái loại anh hèn mọn như thế này lấy đâu ra tiền để mà đầu với cả Tư? Thư à, anh với em mới quen nhau được có mấy hôm thôi. Thế nhưng mà anh không nghĩ đầu của em lại là một con số không tròn trịnh như thế đâu. Anh chả phải anh nói với tôi là anh thích tôi vì tôi xinh đẹp cơ à? Đúng, đúng là anh rất thích cái đẹp. Thế nhưng mà phải đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài cơ. Còn em thì chỉ được mỗi cái vẻ bề ngoài thôi. Bên trong thì rỗng tuếch cả. Anh dám nói với tôi như thế đấy à? Mẹ tôi với cả mẹ anh dù gì cũng là bạn học cũ đấy. Bạn học cũ thì sao? Anh cũng cá chắc đấy. Mẹ anh không bao giờ thích một người con gái như em về làm con dâu nhà anh đâu. Hóa ra giờ này cô vẫn đi xem mắt à? Sang, anh nói cho chú biết nhá. Ngày xưa anh cũng đi xem mắt và gặp cô ta. Hôm mai cô ấy thuê Trang về, nên giờ này anh với Trang mới nên duyên với nhau đấy. Dạ, vâng ạ. Mặc dù cô khinh thường và sỉ nhục tôi nãy giờ, nhưng mà tôi không trách cô. Bởi vì nhờ có cô mà tôi mới gặp được chồng của tôi bây giờ. Cô được lắm, các người được lắm. Để tôi xem. Cô khoác lên mình cái áo vợ chủ tịch, nhưng mà vẫn vĩnh viễn cũng chỉ là cái con phục vụ mà thôi. Cô đã hiểu chưa? Thôi đi. Cô càng nói là càng tự hạ thấp bản thân mình xuống ấy. Anh nhìn lại mình đi. Anh cũng chỉ là thằng làm thuê thôi. Không xứng đáng với cả tôi. Thôi, chúng ta mặc kệ cô ta đi. Quan tâm đến loại này làm gì? Các người. À, cho các người đi hả? Các người đứng lại đây. Tôi chết rồi sao? Đứng lại. Bực mình mà. Mời vào. Ôi giời ơi, lâu lắm không gặp, mày nhớ tao không? Nhớ chứ, Ngọc phải không? À, mà sao đi ngồi đi. Thôi không cần. À, chẳng qua là sắp tới lớp mình có buổi họp lớp, mà lớp lại đề cử tao cái chức trưởng ban, thế nên hôm nay tao đến đưa mày tấm thiệp. Mà này, nhất định hôm đấy mày phải đi đấy nhá. Rồi, tao biết rồi mà. Ơ? Mày đeo cái gì lên miệng đấy kia? Răng giả à? Eo ôi, trông khiếp thế. Mà ngày trước răng mày bị hô cơ mà, sao bây giờ nhìn khác nhở? Này, đi phẫu thuật thẩm mỹ đúng không? Hết bao nhiêu tiền đấy? Không phải phẫu thuật thẩm mỹ gì đâu. Tao đi niềng răng tại nha khoa Unental. Mà tao niềng răng ấy chỉ tốn có hơn 20 triệu thôi. Người ta chăm sóc tao tận tình này, chu đáo này. Còn niềng răng chất lượng tốt nữa chứ. Mà sau khi tao niềng xong ấy, tao tháo ra cái nhìn khác ngay. Vậy mà tao cứ tưởng mà ngày trước mày vừa xuống phổ hô đi học thì bọn lớp mình trêu suốt, chúng nó cứ trêu mày là răng như cái máy nạo dừa, nhớ không? Nghĩ lại vui phết mày nhờ. Cái chuyện đấy nó qua rồi, mày cứ nhắc lại làm cái gì? Ai chết, tao sơ ý quá, xin lỗi nhá. Mà thôi, tao còn phải đi phát thiệp mời cho cả lớp đây. Mà lần này đi họp lớp mọi người yêu cầu phải mang người yêu đến đấy. Mày nhớ là phải mang người yêu đi, chứ đừng để bọn tao cười vào mặt mày. Tao ế là còn ho răng nhá. Bye bye. Rồi, mày đi nhá. Ừ. Alo, tao đây. Ôi giời ơi, sếp tổng thì sao? Nó vừa ế là còn ho răng nữa. Không ai thèm yêu đâu. Mà này, nó còn niềng răng nữa đấy. Nhìn khiếp chết đi được ý. Lần này họp lớp, tha hồ mà trêu nhá.
Rồi nhá. Ai đây? Tôi là thợ sửa điều hòa đây. Anh vào đi. Tôi đến tôi sửa điều hòa, làm phiền cô một chút nhé. Anh cứ tự nhiên. Nói thật với cô, cái điều hòa nhà cô hết ga rồi. Mà hôm nay cô bận thì để hôm khác tôi đến sửa cũng được. Với lại, nếu mà cô còn thấy chảy nước thì cô cứ bảo tôi nhá. Vâng. Đây là danh thiếp của tôi. À, anh ơi, anh cho tôi hỏi là anh tên gì nhở? À, tôi tên Hoàng, có chuyện gì không cô? Tôi có chút chuyện muốn nhờ anh. Không biết anh đã có người yêu chưa? Tôi chưa. Có chuyện gì đấy? Chuyện không đến nỗi khó đâu. Chẳng qua là thứ 6 tuần này lớp tôi có họp lớp, mà yêu cầu của bọn nó là phải dẫn người yêu đi theo. Không biết hôm đấy anh có rảnh không? Anh đi cùng tôi. Xong việc tôi sẽ trả tiền cho anh Ngẫu Hĩnh. Chỉ cần một ngày thôi, không tốn nhiều thời gian đâu. Vâng, thế tôi cảm ơn anh nhé. Ngày giờ và địa chỉ tôi sẽ báo cho anh. À, anh này, đây là danh thiếp của tôi. Nếu mà anh có cần mua quần áo ấy, anh cứ bảo tôi sẽ chi cho. Tôi cảm ơn, tôi có thể mượn bạn tôi quần áo được mà. Nhưng mà hôm đấy là tôi bận, có thể tôi đến muộn được không? Anh ơi, anh giúp tôi chuyện này nhá. Chuyện này bí mật, anh đừng có nói với ai cả. Cô yên tâm, tôi không phải người nhiều chuyện đâu. Thôi, tôi đi làm việc đây. Vâng, cảm ơn anh nhá. Răng đây này. Trông khiếp chết đi được ý. Công nhận đấy. Nhìn kinh chết được em ạ. Anh chả hiểu sao lúc trước anh lại nói yêu nó được nhở. Nhưng mà may bây giờ anh lại gặp được em. Người con gái của đời anh ấy. Mà sao cái giờ này con này mai mà sợ đến nhở? Hay là nó sợ quá này nó trốn rồi em? Chắc thế rồi anh. Hả? Nhìn đi, nó đến rồi kìa. Chào hai người nhá, tôi đến hơi trễ. Ừ, mọi người vừa về hết rồi. Mà sao mày thật trễ thế? Không mà này, người yêu mày đâu? À, chắc anh ấy đã gửi xe ngoài đúng không? Hôm nay anh ấy có một chút việc nên là anh không đến được. Rồi. Chủ nhật thì bận cái gì? Bận đến nỗi mà không thể đưa người yêu đến đi họp lớp được à? Hả? Hay là không có nên là nói bận cho nó đỡ gượng ấy? Mà thôi, Linh này, mày nhớ anh Sang không? Trước anh ấy chẳng là người yêu của mày còn gì. Nhưng mà mày bị hô răng, không hôn được, anh ấy chẳng bỏ chạy đấy thôi. Mày nhìn anh Sang thì cũng phải rút kinh nghiệm cho lần sau chứ. Liệu mà giữ người yêu tôi tốt vào không? Lúc ông bỏ chạy lại khóc không kịp đấy. Thôi, nếu mà hai đứa mày không có chuyện gì để nói nữa ấy, tao đi đây. Ê, sao mà vội vàng ấy? Nhột à? Thế là khinh bọn này nó nên là bỏ về đấy. Hay là để anh lên mạng anh nói với cả mọi người là cái Linh ấy bây giờ nó khác rồi, nó chảnh lắm, nó kiêu lắm, nó chả coi bạn bè cũ ra cái gì đâu.
để cho mấy đứa ấy nó còn né em ra, phải không Ngọc nhờ? Nghĩ thế. Anh xin lỗi, anh tặng em này. Anh đến muộn quá, em không giận anh chứ? Em không. Giới thiệu về anh, đây là Ngọc và Sang, bạn của em. Giới thiệu với hai mày, đây là anh Hoàng, người yêu của tao đấy. Có nhầm không vậy? Nó mà cũng có người yêu á? Cô Ngọc trông cũng xinh đẹp nhở? Nhưng tôi tưởng những người xinh đẹp thì phải nói lời hay ý tốt chứ. Tôi nghe thấy mùi dấm chua ở đây. Cô ghen tị bạn gái tôi à? Anh! Thôi, toàn bạn bè cũ với nhau cả. Gặp mặt gì thì từ nói chuyện. Mà anh Hoàng này, anh không quen phết nhỉ? Anh làm nghề gì đấy hả? À, tôi làm bác sĩ nha khoa. Thế á? Này, anh bốc phết thì cũng phải lựa lời mà nói chứ. Linh này, không phải mày quen một người thịt nổ đấy chứ? Cô có vẻ hay nghi ngờ người khác nhở? Có phải cô thấy người yêu tôi xinh đẹp, tài giỏi, lại còn có người yêu tốt nên cô ghen tị à? Đây là danh thiếp của tôi. Nếu hai người có vấn đề gì về răng miệng thì cứ đến tìm tôi, giảm 20% cho cả hai người. Bác sĩ nghe cũng oai nhở? Nhưng mà quen Linh chắc là khó khăn cho anh, bởi vì cô ấy niềng răng thế kia, không biết hai người hôn nhau kiểu gì. Phải đấy. Niềng răng hết cả đấy kia thì hôn thế nào được cô nhở? Mà yêu nghĩ đến tôi của anh mới thấy răng hô hay niềng răng gì tôi cũng quen rồi. Tôi quen Linh từ lúc mà cô ấy còn chưa niềng răng cơ. Với lại tôi yêu một người con gái vì tính cách chứ không phải là vì ngoại hình như ai đó. Nghe hai người nói có vẻ tình cảm nhở? Vậy hai người có dám hôn nhau ngay tại đây không? Ngọc, mày hơi quá đáng rồi đấy nhá. Sao mày phải sợ thế? Mày đây là người mày thuê, đóng giả là người yêu mày, cho nên mày không dám hôn. Chuẩn luôn. Chuẩn là người yêu mày thật ý, mày hôn chỗ tao xem nào. Con đi. Hai người đã tin tưởng chưa? Nếu lần sau có đi họp này thì hai người mời tử tế chúng tôi đi. Còn nếu mà hai người cứ sỉ nhục và lăng mạ người khác như thế thì chúng tôi không đi nữa đâu. Anh, tại sao anh lại làm như thế? Anh có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không? Tôi xin lỗi. Alo. Chào chị Linh, đang nghe máy đúng không ạ? Vâng, là tôi đây. Em chào chị Linh, em gọi cho chị từ nha khoa Juniento ạ. 2 giờ chiều nay em mời chị Linh qua địa chỉ tầng 5 số 71 Vạn Phúc Ba Đình để thảo mắc cài niềng răng ạ. À, tôi cảm ơn nhá. Tôi quên mất đấy. Vậy để chiều nay tôi đến nhá. Vâng, em cảm ơn chị. Hẹn gặp lại chị Linh ạ. Chào cô. Thank you.
Linh! Có chuyện gì không? Nếu mà không có chuyện gì, tôi phải về công ty rồi. Chúng ta đã lâu không nói chuyện với nhau rồi. Em không nhớ anh sao? Ai mà thèm nhớ người dưng như anh được. Thật ra anh có chuyện giấu em. Anh không phải là thợ sửa điều hòa. Anh là bác sĩ nha khoa, con trai của sếp tổng nha khoa Junento. Anh không muốn theo hôn nhân mà bố mẹ anh sắp đặt, nên anh đã bỏ nhà đi và anh theo nghề sửa điều hòa. Nhưng từ khi gặp em, anh chợt nhận ra rằng tình yêu của anh ở ngay trước mắt rồi. Anh không thể chần chừ thêm được nữa. Chuyện này là thật à? Thế anh là con trai của sếp tổng nha khoa Junento? Bố mẹ anh đã biết chuyện này chưa? Phải. Anh cãi nhau với họ và họ đã tịch thu điện thoại của anh, khiến anh không thể liên lạc được với em. Nhưng anh đã thưa chuyện này với bố mẹ anh rồi. Họ cảm thấy rất ngạc nhiên khi em chính là con của bác Hữu, bạn chiến đấu cùng bố anh. Linh, em là người yêu anh nhá. Thế hóa ra người mà mẹ em bảo gặp mặt với cả theo di nguyện của bố em lại là anh à? Làm sao mà có thể thế được? Ai mà yêu người như anh chứ? Em không đồng ý à? Thế thôi, anh vứt hoa đi. Ôi! Ai bảo anh vứt hoa đâu? Hoa đẹp như thế này vứt tí lắm. Vậy em đồng ý làm người yêu anh nhá. Thế anh là bác sĩ nha khoa thật đấy à? Thật. Sau này em có được khám chữa răng miễn phí không đấy? Khám cả đời luôn. Thật á? Thế thì tiết kiệm quá. Đi thôi. Không ngờ em lại xinh như thế đấy. Dạ, anh cứ quá khen. Rất vui được làm quen với anh ạ. Nhưng mà người con gái xinh như em ấy, làm sao có thể đi tìm người yêu trên mạng được nhỉ? Anh không thể tin điều đấy đâu. Trong chuyện tình yêu, đâu phải ai cũng may mắn tìm được người mình yêu đâu anh. Thế thì hôm nay anh may mắn đấy. Chúng ta gặp được nhau rồi đấy. Công việc của anh chắc là bận rộn lắm đúng không anh? Công việc của anh cầm đầu thiên hạ. Thế cho nên là anh mới không có thời gian hẹn hò dành cho riêng mình ấy chứ. Thế không biết bây giờ anh có thời gian để hẹn hò với em không ạ? Đương nhiên. Em là trường hợp ngoại lệ mà. Mà này, anh bảo, em là người con gái đầu tiên của anh đấy. Anh cũng là người con trai đầu tiên mà em hẹn hò qua mạng đấy ạ. Con gái các em ấy, ai cũng nói y hệt nhau ấy. Thì con trai các anh, ai cũng nói như vậy mà. Mà bây giờ cũng đến giờ ăn trưa rồi à, để mời em đi ăn nhá. Dạ được ạ, mình ăn gì đấy anh? Thì ăn cái món mà em bảo là em thích ấy. Dạ vâng ạ. Mình đi thôi. Sao nhìn quen thế nhở? Mà thôi kệ đi. Chào em. Chào anh. Anh đợi có lâu không ạ? Tắc đường nên em tới hơi muộn ạ. Không sao, anh chờ được mà. Em ngồi đi. Mà anh không nghĩ bên ngoài em lại giản dị này đâu nhá. Ý là anh thấy em xấu phải không? Không, làm gì có ý đấy. Mà em uống gì? Em uống gì cũng được. Gì cũng được à? Đây là câu trả lời khó khăn nhất với hội con trai tụi anh đấy. Anh có vẻ có nhiều kinh nghiệm quá nhở. Anh hy vọng là em sẽ không phải rút kinh nghiệm gì sau buổi gặp gỡ này.
Nước em hoa quả sẽ là tốt nhất cho em, đúng không? Không ngờ miệng anh còn ngọt hơn cả nước em đấy. Anh sẽ coi như đây là một lời khen ngợi nhá. Có chuyện gì thì em phải nói với anh nhá. Sao cứ vùng vằng bỏ đi thế? Anh bảo đưa tô đẹp mà tôi thích, thuê máy để cho tôi ở cái quán đấy à? Hả? Thì ăn món em thích, bù đạp mua tô còn gì, em không nhớ à? Anh nói cái gì cơ? Bù cái gì? Bù đạp mua tô, nghĩa là bún đậu mắm tôm đấy, em không nhớ à? Này, anh bị thần kinh à? Hả? Anh nhìn tôi thế này mà bảo tôi thích ăn bún đậu mắm tôm? Rõ là ở trên mạng em bảo với anh là em thích ăn nhất là món bún đậu mắm tôm, xong rồi đi uống trà đá ở ven sông Tô Lịch, tối tối thì lên Hồ Tây ăn kem. Anh nhớ rõ y nguyên thế làm gì? Này, tôi nói cho anh biết nhá, đại gia còn xếp hàng dài mua cho tôi là thịt bào ngư rồi với cá mập mà chưa đến lượt, thế mà anh lại bảo tôi đi ăn bún đậu mắm tôm với anh á? Thì người ta có tiền người ta mua cho em cái gì mà chả được. Anh đây ấy không có tiền nên là chỉ mời em ăn được bún đậu mắm tôm thôi. Thế mà anh bảo với tôi là anh cầm đầu thiên hạ. Chẳng lẽ anh làm sếp lớn lại chết tiền với một người đẹp như tôi? Này, chắc là có nhầm lẫn gì ở đây chứ. Anh thì có mà sếp xó ấy. Anh làm người cắt tóc thôi mà. Cái gì cơ? Anh làm thợ cắt tóc á? Sao anh bảo với tôi là anh làm sếp lớn cầm đầu thiên hạ cơ mà? Thì đúng rồi. Anh một ngày cắt đến 15-20 đầu ấy, thì không là cầm đầu thiên hạ thì là cái gì? Anh đúng là cái thằng lừa đảo mà. Thôi, anh biến ra thằng kia đi. Tôi không muốn mất thời gian với một cái thằng thợ cắt tóc như anh đâu. Em nói thế là có cái ý gì đấy? Mà đáng lẽ ra ấy, anh phải là người dẫn em mới đúng chứ. Rõ ở trên mạng em bảo với anh là em thích nhất đi ăn bún đậu mắm tôm, anh đưa em đi ăn thì em còn nói gì nữa? Ai nói với anh là tôi thích ăn bún đậu mắm tôm à? Này nhá, tôi là tôi ghét nhất mấy cái thứ mắm tôm vừa hôi vừa thối đấy nhá. Thế em cũng phải là Trang không? Tôi là Ngọc. Em tên gì? Tôi là Ngọc. Còn anh phải anh Hoàng không? Anh là Sang, không phải Hoàng nhá. Không phải Hoàng. Thôi chết, nhầm người rồi. Thế cô có biết em Trang của tôi đâu không? Trang cái gì? Anh cút ra kia để tôi tìm anh Hoàng của tôi. Điên. Này, chờ tôi với. Anh không ngờ chúng ta lại có nhiều điểm chung như thế đấy. Ngày trước anh cũng học trường kinh tế. Vâng, em cũng thấy là nói chuyện với anh ở bên ngoài gần gũi và tự nhiên hơn là trên mạng. Chắc tại chúng ta có cùng cảm xúc, sở thích và quan điểm sống nữa. Em thấy gặp anh ở ngoài đẹp trai phong độ và anh còn có điều kiện nữa. Vậy thì tại sao anh lại phải tìm người yêu ở trên mạng ạ? Thật ra có rất nhiều cô gái đã tìm hiểu anh, nhưng người ta chỉ quan tâm đến điều kiện của anh thôi, chứ không thực sự quan tâm đến anh, nên anh không thích. Còn em thì sao? Em thì lại ngược lại hoàn toàn với anh. Những người gặp em ở bên ngoài, họ chê ba em là xuất thân nhà quê, nên họ không muốn hẹn hò với em. Vớ vẩn. Một người tốt như em, anh mong còn chẳng được ấy chứ. Con danh này, cô làm cái gì đấy hả? Con danh này, sao mày dám cướp người yêu của tao hả? Người yêu nào? Tôi đâu có biết người yêu của cô. Anh Hoàng chính là người yêu của tao. Thì liên quan gì đến tôi? Tôi đâu có quen ai tên Hoàng đâu. Không phải, thực sự anh không hề quen cô ta. Thì ra anh là Sở Khanh lừa đảo à? Ngọc này, em bình tĩnh đi. Ngọc nào? Bây giờ anh lại còn nhầm tên của tôi nữa à? Em mới chính là Ngọc, còn cô ta là Trang. Chuyện này là sao? Thế anh ta là? Thật ra là chúng ta nhầm lẫn hết rồi. Anh mới chính là Sa này. Thế còn anh ta là ai? Anh ấy là Hoàng, là người yêu của tao. Còn cô là ai? Em mới chính là Ngọc, người mà hẹn hò với anh qua mạng trong suốt thời gian qua đây. Không thể nào, sao lại có thể nhầm lẫn như vậy được? Trên đời này thì chuyện gì cũng có thể xảy ra được. May mà tao phát hiện kịp thời đấy. Không á, bị cái thằng cắt tóc phải xới tái rồi đấy.
cô im đi nhá. Từ nãy giờ là cô xúc phạm cái nghề nghiệp của tôi hơi nhiều rồi đấy. Chả qua là nãy giờ trông cô ngon nghẻ, thế nên là tôi mới chiều chuộng cô thôi. Cô mà mở mồm ra nói nữa, tôi bà chứ vỡ à lồ bây giờ. Hóa ra anh mới là Sang, người mà tôi nói chuyện thời gian qua trên mạng à? Ôi dồi, thế hóa ra cô mới là Trang à? Trong trước sau trong cái tivi màn hình phẳng như thế này. Tôi thật nhá, tôi thả tôi về tôi cũng mặc vào tường ấy. Thích không? Anh đúng là đồ đẻo. Thôi, không nói chuyện nữa. Chắc là chúng mình không có duyên với nhau đâu. Thôi, tốt nhất là chào mọi người, tôi đi nhá. Con danh này, đi ra chỗ khác để cho tao và anh Hoàng nói chuyện. Bút ra ngoài. Cô hơi quá quát rồi nhá. Anh sao thế? Em mới là Ngọc, sao anh lại bênh vực cô ta? Em mới chính là người yêu của anh cơ mà. Chúng ta chỉ quen nhau trên mạng, chưa phải là người yêu. Và tôi không hề thích con người thật của cô tẹo nào. Anh nói cái gì đấy hả? Em ngoài đời với trên mạng thì có khác gì nhau đâu. Em vẫn xinh đẹp và quyến rũ thế này cơ mà. Đúng, cô rất xinh đẹp, cô rất quyến rũ. Nhưng tôi thích sự trong sáng của Trang hơn. Này nhá, tôi nói cho anh biết, tôi đã mất bao nhiêu thời gian và công sức để nói chuyện với anh trong suốt thời gian qua. Anh không thể đối xử với tôi như thế được. Cô Ngọc này, nếu cô còn muốn giữ một chút lòng tự trọng ấy, thì hãy lặng lẽ và bước ra ngoài đi. Đừng để tôi phải nói thêm nữa. Anh là Hoàng, không phải là Sang. Em đồng ý làm bạn gái anh nhá. Anh không chê em sao? Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã thích em rồi. Em là một cô gái tốt, anh không có gì phải chê trách em cả. Lâu lắm rồi chồng mình mới được nghỉ ở nhà như thế này. Hai mẹ con em vui lắm. Lại nhõng nhẽo đấy. Con ơi, con ở trong đấy có khỏe không? Rồi, nói gì cơ? Đừng có nhõng nhẽo mẹ nhá. Ngoan thì mẹ không đau này, thì bố mới yên tâm bố đi làm, kiếm tiền nuôi hai mẹ con nhá. Chồng ơi, chồng có nhớ là chồng hứa gì với vợ không? Anh có hứa gì với em à? Anh lại không nhớ mình hứa gì nữa rồi. Để anh xem nào. Anh hứa gì nhở? Anh hứa là hôm nào được nghỉ anh sẽ đưa hai mẹ con em đi mua sắm. Anh quên mất. Thế bây giờ anh dẫn em đi nhá. Alo. Ok. Tôi đến luôn đây. Vợ ơi, thôi để hôm khác anh đưa em đi nhá. Bây giờ anh phải đến công ty, có bản hợp đồng mới, anh phải đến giải quyết luôn. Hôm khác lại biết đến hôm nào anh mới được nghỉ. Hôm nào anh cũng đi sớm về khuya, rồi có khi còn làm cả đêm nữa. Thì anh làm sớm về khuya để anh kiếm tiền nuôi vợ, nuôi con đúng không? Thôi ngoan nhá. Nhưng mà đồ đạc trong nhà cũng có nhiều thứ hỏng rồi. Em muốn mua để thay. Hơn nữa, bụng ngày một lớn lên, em cũng phải mua đồ khác để thay chứ. Mặc mãi đồ này sao được. Anh cũng quên mất đấy. Alo, Sang à? Này, tôi nhờ một việc được không? Qua nhà tôi giúp tôi mấy thứ nhá. Dạo này bận quá không có thời gian không ạ? Được thế tốt quá. Sang luôn đi nhá.
Ờ. Anh lại phiền anh Sang nữa à? Sao đâu em, thằng đấy nó nối khố với anh từ nhỏ, có vấn đề gì đâu, không phải ngại nhá. Này, cầm lấy cái này, thích mua gì thì mua nhá. Nhưng mà tiền lần trước anh đưa em vẫn còn. Thì em cầm cái này, em mua những cái đồ chất lượng, đồ tốt vào. Anh kiếm tiền ra là để em tiêu chứ đúng không? Vâng. Ừ, thôi, anh vào phòng sửa soạn, xong anh đi luôn đây. Chiều anh về với em nhá. Chiều anh nhớ về sớm đấy. Ừ, ngoan nhá. Hello. Anh đến rồi à? Em muốn anh làm gì thì anh sẽ làm cho em. Em muốn anh đưa em đi đến đâu thì anh sẽ đưa em đi đến đó. Được chưa? Người ngoài người ta không biết, kéo lại tưởng anh là chồng của em đấy. Nhiều khi anh cũng nghĩ hình như anh đang là chồng của ai đó thì phải. Nhưng mà thôi, em đừng có mà giàu dĩ nữa. Không ít nữa đẻ con ra ấy là lúc nào con cũng giàu dĩ như em ấy. Cái anh này cứ trêu em. Nào, thưa lệnh bà, lệnh bà muốn tôi đưa lệnh bà đi đâu nào? Ngồi cẩn thận, phải bám vào đấy nhá, không mà ngã đấy, nghe rõ chưa? Chồng thì mãi làm ăn lo kiếm tiền về cho vợ, vợ thì hú hí với trai cả đêm. Thời buổi bây giờ đàn bà trẻ ghê thật. Tội nghiệp thằng Hoàng. Alo. Vâng, cháu đây ạ. Có chuyện này bác muốn nói với cháu. Nhưng mà không biết nói từ đâu. Có chuyện gì nghiêm trọng thế ạ? À, cháu liệu mà làm ăn nhá, còn phải ở nhà mà lo giữ vợ. Bác thấy vợ cháu toàn tớn với trai trẻ thôi. Mà chúng tình tứ với nhau lắm. Đấy là thằng Sang bạn cháu, bác yên tâm. Vâng, không có chuyện gì đâu, bác đừng có lo. Bác nói tới như vậy, sợ cháu cứ mãi lo kiếm tiền về cho vợ đi bao trai thôi. Xong chưa anh? Rồi. Nhanh lên anh. Từ từ. Em làm gì mà gấp thế? Làm anh hết cả hứng. Xong rồi. Em cảm ơn anh nhiều nhá. Giải quyết xong nhu cầu của em rồi đấy. Đi ra ngoài kia đi. Vâng. Nhưng mà chờ em lau chỗ này đã. Một mình em ở nhà phải cẩn thận đấy. Anh rất lo đó. Nhất là trong lúc sức khỏe em lại kém nữa. Đừng làm gì quá sức, không lại ảnh hưởng đến con đấy nhá. Vâng. Thế Hoàng sắp về rồi đấy à? Anh ấy chắc là không về đâu. Trời ơi, chắc là cái thai không phải là của cậu Hoàng rồi. Cháu nghe thấy hết tất cả rồi. Các người làm gì nhà tôi đấy? Anh, tao tin tưởng mày như nào hả Sáng? Tại sao mày đối xử với tao như thế? Bỏ ra, làm sao ấy? Anh Hoàng, Sang có làm gì sai đâu, sao anh lại đối xử với anh ấy như thế? Cô lại còn bênh nó được à? À ừ, bênh cũng phải thôi. Cùng một ruột với nhau cả mà. Mất công tôi đã tin cô, yêu cô,
hy sinh tất cả cho cô để cô đối xử với tôi như này à? Nãy giờ cô và người kia, hai người ABC gì gì ở trong đó, tôi và cậu Hoàng nghe thế hết, còn định cắm sừng người ta cả đời. Khốn nạn, các người ở lũ khốn nạn. Tôi cứ ngỡ là tôi sẽ xong cái hợp đồng này, về mua cho cô một căn nhà mới nhân ngày kỷ niệm ngày cưới. Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy hả Trang? Cô đi đi, cô không xứng đáng với điều đó. Cô đi đi. Cậu định đi đâu chứ? Tao còn chưa giải quyết xong với mày cơ mà. Sao? Mày tỉnh ra? Vu! Sao mày dám? Có cái gì mà tao không dám? Hả? Chính cái bức ảnh vợ mày thiếu máu với cả hạ canxi ấy là tao gửi đây. Đi đi vào đây. Tao bảo hai mày làm những việc này thì bao giờ nữa hả Hoàng? Tại sao mày không làm đi? Tại sao mày không làm để bớt cái ý nghĩ xấu xa đi? Tao, mày có biết không? Trang là vợ mày, cô ấy cần sự quan tâm của mày, chứ không phải lúc nào cũng chỉ ném một cục tiền vào là xong. Tiền không mua được hạnh phúc đâu. Còn nếu như tao là một thằng đều cáng ấy, vợ mày lăng loàn ấy, thì mày cũng sẽ phải chịu cảnh đây thôi. Trang nói với tao, nếu như hôm nay mày mà thất hứa với cô ấy một lần nữa thì cô ấy sẽ chia tay mày đấy. Đi đi. Anh xin lỗi. Anh đã nhận ra được bài học rồi. Em hãy tha thứ cho anh nhé. Mấy cái tên vệ sĩ. Đồ ở đây đẹp lắm. Đi, đi bà ơi, đi. Cậu là ai? Tao hỏi. Tớ hỏi cậu mới đúng ấy. Sao cậu dắt tớ đi như chạy đi marathon thế? Thì tại vì tớ tưởng cậu là Ngọc. Ngọc nào? Chả quen Ngọc nào cả. Đúng là cái đồ con gái. Thế quần áo, mỹ phẩm nó cứ tớn hết cả lên ấy. Thế cậu không thế à? Con gái ai chả thế? Tớ cũng thế, tớ thích chứ. Thích lắm. Nhìn cậu trông cũng khá là xinh đấy. Nhưng mà nét đẹp hơi lạ. Lạ là sao? Tớ xinh quá đúng không? Biết mà. Biết chứ. Cậu cũng khá xinh nhưng mà hơi men lì. Nhưng mà không sao. Cậu mà vào hội của tớ thì đố đứa nào dám bắt nạt. Chúc mừng cậu đã chính thức trở thành thành viên của hội con gái xinh đẹp siêu quậy. Hội con gái xinh đẹp siêu quậy tớ á? Lần đầu tiên nhìn thấy cậu là tớ thích liền, nên đã cho cậu tham gia vào hội của tớ. Đi mua sắm. Là con gái thật tuyệt. Này, cậu làm gì mà cứ như lần đầu đi mua đồ lót thế hả? Lần đầu mà. Không sao, lần đầu nhưng mà rồi cũng sẽ quen thôi. Đây, cái này hợp với cậu này.
gen nhá, thoáng mát, mềm mại, xu hướng mới nhất đấy. Ghê quá. Ghê á? Sao lại ghê? Hay là cậu không mặc? Tớ có chứ, có. Này, sao vừa nãy cậu bỏ tớ lại một mình? À, tại vì tớ tưởng đây là cậu nên tớ nắm tay chạy đi. Nhưng mà hóa ra là tay của cô bạn này. Cậu là... Đây, từ giờ cô bạn này sẽ trở thành thành viên chính thức trong bộ ba xinh đẹp siêu quậy của chúng mình. Chào cậu, tớ là Hoa. Rất vui được làm quen với cậu. Bây giờ chúng mình phải chơi thật thân với nhau nhá. Về đến nhà cậu rồi, bye bye. Cậu, sao cậu bỏ rồi hai bọn tớ? Cậu cứ đùa, trông cái mặt kìa. Tớ biết hết tất cả rồi. Cậu không phải là Hoa, mà cũng chẳng phải là con gái. Sao cậu biết? Vì cậu là người con trai mà tớ yêu. Tớ xin lỗi vì tớ đã giả làm con gái. Nhưng tớ đã thích người khác mất rồi. Có phải là Trang đúng không? Cậu không thích tớ đâu cả. Hãy hiểu cho tớ nhá. Cậu, tớ xin cậu đấy. Cậu đừng nói cho Trang biết. Tớ sẽ nói chuyện này cho Trang sau. Tớ xin cậu. Say thế. Tại sao cậu lại là con gái? Tớ lo nên cậu mất rồi. Thank you.
hôm nay Hoa lại dùng số điện thoại lạ hẹn mình ra đây nhỉ? Cậu đúng là đồ khốn ạ. Cậu định trêu đùa tôi à? Cậu phải nghe tôi giải thích đã. Thực sự là không phải như thế đâu. Cậu và cả cậu nữa, từ giờ đừng có gặp tôi. Trang Hoàng. Trang, xin em cho anh vinh dự có cơ hội được làm người yêu của em nhé. Được, em đồng ý. Trang, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Đừng vì giận tôi mà cậu làm như vậy. Cậu là cái gì mà nói với tôi như thế? Từ giờ cậu đừng có xuất hiện ở trước mặt tôi nữa. Cô em tỉnh rồi đấy ạ. Anh Ngọc, hai người định làm gì tôi? Chắc là tiểu thư này không biết tình hình bây giờ như thế nào rồi nha. Chắc là vẫn đang nghĩ anh đang thích nó đấy. Này, mày, chính mày cướp hết tất cả mọi thứ của tao, từ cái vị trí xinh đẹp tới cả vị trí học sinh giỏi từ cấp 3 tới giờ. Nhưng mà tao đều bỏ qua và làm bạn với mày. Nhưng chỉ duy nhất một điều, đó là mày cướp anh Hoàng của tao, người mà tao thầm lặng yêu bao nhiêu lâu nay, thì mày sẽ phải trả giá con ạ. Anh bỏ ra. Anh Hoàng, anh nên giải thích đã. Cô thật không ngờ cô lại người khốn nạn như vậy đấy. Anh không muốn đối xử với em như thế này. Em yêu anh cơ mà. Trong tình yêu thì không có sự ích kỷ. Tôi không yêu cô. Người tôi yêu là Trang. Duy nhất chỉ có mình Trang thôi. Anh... em... Trang này, em không cần phải nói gì cả đâu. Anh xin lỗi vì anh đã không nói sự thật cho em biết. Anh không phải là con gái. Nhưng thực sự cái anh em anh thấy rất vui, nên anh đã không tiết lộ thân phận của mình. Em muốn xử lý hai người họ thế nào? Ngọc, tớ xin lỗi. Tớ không biết thời gian qua ở bên cạnh tớ cậu lại vất vả như vậy. Tớ có thể nhường cho cậu tất cả mọi thứ, nhưng có hai thứ tớ không thể nhường cho cậu được. Đó là thân phận của tớ và người mà tớ yêu. Chưa thanh toán tiền mà cô ơi. Trộm, ai bắt được tôi với? Trộm. Cô kia đứng lại. Thả ra, thả tôi ra, thả ra. Đây rồi. Cái con ăn trộm này. Mày trông mặt mũi không nên nói gì mà mày dám ăn trộm ăn cắp của bà. Cái loại tham ăn lười làm, cái loại mày thì chết đi ra hội cho nó rảnh nhá. Cháu xin lỗi, cháu không cố ý đâu ạ. Không nghe ăn cắp trình bày lên phường. Thôi rồi cô ơi, của bạn ấy bao nhiêu tiền ạ? Cháu gửi ạ. 50.000 cậu ạ. May cho mày nhá, đây là có cậu giả tiền cho đấy. Ôi, mày chết rồi bà. Cháu gửi cô ạ. Rồi, cô cảm ơn. Cô ăn đi không đói. Cảm ơn anh. Chạy đi. Em vừa thấy con nhỏ chạy đây rồi. Đâu rồi nhở? Tiếp. Sao ai gặp cô cũng đuổi đấy?
Cô giết tôi đấy à? Nói bé thôi, không người ta phát hiện ra bây giờ. Cái bà vừa nãy thì là chủ của cái tiệm tạp hóa mà như thế nào thì anh biết rồi đấy. Còn hai cái thằng kia kìa là chủ nợ của tôi đấy. Ăn không? Cố gắng đi, tôi không đói. Cảm ơn anh nhé, vừa nãy đã trả nợ cho tôi. Cái ơn này của anh tôi sẽ không quên đâu. Tôi có thể làm gì để trả ơn cho anh? Không cần đâu. Mà tại sao cô lại thế này? Gia đình tôi trước đây từng rất giàu có, nhưng mà bố tôi bị phá sản. Chỉ sau một đêm là tôi mất tất cả rồi. Vậy gia đình cô bây giờ ở đâu? Tôi chỉ còn có bố, nhưng bây giờ ông ấy ở đâu tôi cũng chẳng biết nữa. Cô cầm lấy đi. Chưa ai làm như thế này với tôi cả. Kể cả người thân, họ hàng, họ cũng chỉ coi tôi là rác rưởi, ăn bám thôi. Còn tôi coi cô là bạn. Cô cứ cầm lấy đi. Tôi không có nhiều, nhưng đây là tất cả những gì tôi có rồi. Anh cầm lấy cái này đi. Tuy là nó cũng không có giá trị gì nhiều, nhưng mà đây là thứ duy nhất tôi còn lại. Anh cầm lấy đi. Thôi, cô giữ đi. Anh cầm lấy đi. Chúng ta là bạn rồi nhá. Cô lại ra nông nỗi này. Anh cho tôi ở lại đây nhá. Nhưng mà lúc trước anh chả bảo là có gì khó khăn thì đến tìm anh à? Thôi rồi, nín đi. Nhưng mà phòng của tôi hơi chật chội. Vừa nãy ở một nam một nữ, tôi sợ cô hơi bất tiện. Không không, tôi không sao cả, tôi ở được mà. Chỉ cần anh nằm dưới đất, tôi nằm trên giường là được. Em là Trang, chưa 18 nên chắc là em. Anh là Hoàng. Em đói à? Anh nấu mì cho em ăn nhá. Nhà anh không có gì nên ăn tạm mì nhá. Để anh. Này, mì này mì của tôi cơ mà. Mì cô đây, tôi đã pha đâu. Đây. Em đang đói mà, để em ăn trước. Cầm ngược đũa kìa. Alo. Anh ơi, anh có tiền không? Cho em 2 triệu. À, thôi,
1 triệu cũng được ạ. Em đang cần gấp, có chút việc. Hoàng à? Dạ. Tiền lương của cháu tháng này đây. Dạ vâng ạ, cháu xin bác ạ. Cháu làm khá lắm, cố lên nhé. Dạ vâng ạ. Ờ, được rồi. Về anh đưa cho nhá. Luôn anh nhá. Ừ, ok ok. Em ra ngoài có chút việc. Anh để em làm cho. Em đã không có tiền rồi mà em mua nhiều đồ thế này làm gì? Thật ra em chỉ định mua vài bộ đồ để đi xin việc thôi. Đi xin việc phải mua nhiều đồ thế này á? Tiền em mượn anh thì em sẽ trả. Em làm gì đấy là việc của em. Anh cũng phải tôn trọng em một chút chứ. Vào đi. Nữa nữa nữa. Ok ok ok. Có gì khó khăn cứ nói với anh nhé. Giúp được gì anh sẽ giúp hết mình. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Cầm lấy tiền uống nước nhá. Mình đi đi anh. Ờ đi. Tôi sẽ trả lại cho cô. Có lẽ bây giờ nó không còn giá trị với cô nữa rồi. Bởi vì cô đã có những thứ giá trị hơn cơ. Anh Hoàng, anh Hoàng. Anh quên cậu ta. Mời vào. Dạ, em chào sếp ạ. Em là Hoàng, mới được bổ nhiệm làm trưởng phòng kinh doanh ạ. Chào cậu. Chắc bây giờ cậu đã nhận ra tôi rồi nhỉ? Tại sao? Anh biết được mối quan hệ của tôi và Trang mà anh vẫn nhận tôi vào công ty. Chắc bây giờ cậu sẵn sàng từ bỏ công việc này vì mối quan hệ của tôi và Trang có đúng không? Đúng. Tôi không muốn làm giàu cho loại người đó. Đàn ông mà nóng tính như cậu ấy chắc là không làm nên việc gì lớn đâu. Cậu cứ bình tĩnh, nghe tôi kể câu chuyện này đã. Trang. Em là Trang đây. Trang đây à? Có chuyện gì đấy? Em tưởng nhà em... Vâng, nhà em phá sản rồi. Thế có cần anh giúp đỡ cái gì không? Anh sẽ giúp đỡ hết mình. Coi như để trả ơn lần trước. Lúc anh gặp khó khăn, gia đình em đã giúp đỡ anh. Đây là hồ sơ của bạn em. Cậu bạn này rất giỏi, nhưng mà mới ra trường chưa có kinh nghiệm nên không xin được việc. Anh có thể... Được. Anh tin người mà em tin tưởng ấy chắc chắn sẽ là người có năng lực. Bây giờ lâu lắm anh em mình không gặp nhau đấy. Anh em mình đi cà phê tán gẫu một tí đi. Dạ vâng, vậy anh giúp em nhé. Lên xe đi anh chờ.
Tôi đúng là ngu ngốc mà. Nhưng mà vẫn chưa quá muộn đâu. Tôi có hẹn Trang đến đây để gặp tôi. Chắc giờ này cô ấy đang ở dưới sảnh rồi đấy. Thật vậy sao? Cảm ơn anh. Cuộc sống của cô ấy đã khổ lắm rồi. Cậu đừng làm cho cô ấy khổ tâm hơn nữa nhá. Anh xin lỗi, anh đã hiểu nhầm em rồi. Anh đã nghe sếp của anh giải thích. Anh hứa anh sẽ không để em buồn nữa đâu. Em sẽ tìm anh thêm một lần nữa.